Vâng, xin chào tất cả các bạn đang ngồi trước máy thu thanh để theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Cửa sổ tình yêu nhé. Vâng, xin chào bạn. Vâng, em chúc trước hết là các anh có một sức khỏe tuyệt vời và một gia đình thật hạnh phúc và mãi mãi luôn luôn được những lời nói chuyên gia của tâm lý học của Cửa sổ tình yêu cho chúng em được nghe và những lời khuyên để cho chúng em được một lời sự có nghĩa là quý mến đến các anh nhé. Vâng, rất là cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình Cửa sổ tình yêu, chúc bạn và gia đình sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn. Vâng, không biết bạn Vâng. đang băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu vậy? Vâng, em sinh năm 82 ấy. Em lấy chồng chồng đầu tiên, em được một đứa con cháu học lớp 10 rồi. À, thế Em à? lấy ông xã, vâng, thế là hai vợ chồng em chia tay nhau. Vâng. Thế là em lại lấy chồng người thứ hai, ít hơn em 2 tuổi. Vâng. Thế là bây giờ ông xã em đi làm ấy, chẳng nghĩ gì đến vợ đến con. Em muốn gọi điện để cơ sở tình yêu gặp anh Minh Toàn cho em một lời khuyên. Bạn sinh năm 82, tức là 34 tuổi. Thế mà con đầu đã học lớp 10 rồi cơ. Là 16 tuổi à? Thế là 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Vâng, chưa đầy 18 tuổi. Ừ, chưa đầy 18 tuổi đã lấy chồng rồi. Vâng. Thế làm sao mà các bạn chia tay nhau vậy? Thật sự thì anh là em làm nghề cắt tóc. Em làm nghề cắt tóc thế là nhiều người đến với em quá. Thế là ông xã đầu tiên em cứ tưởng là em là một người có nghĩa là lắm người người ta ra tìm hiểu đến để không tìm hiểu được, tạo nói là tìm hiểu được. Mà người ta lại em không quý mến đến người ta lại cứ quý mến Vâng. đến em. Thế là bạn lấy chồng người chồng thứ hai là được mấy năm rồi? Em lấy được 4 năm rồi. 4 năm và con nhỏ là được mấy tuổi rồi? Cháu được 4 tuổi. Ồ. Thế con đầu là ở với bạn hay ở với bố nó? Ở với bố nó. À thế à. Rồi, anh Minh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, anh chào em. Vâng, em chào anh Minh Đoàn. Ban nãy cứ tưởng là nghe nhầm vì Anh thấy ơi, cửa sổ tình yêu của anh ấy thật sự một điều cho tất cả những lời khuyên để mở cho chúng em. Không một tuần nào chủ nhật em không bao giờ em bỏ, mà em chỉ muốn gặp được các anh và một chị và bác sĩ Vũ Linh Phượng, vì là mà thấy anh Thành Văn là người dẫn chương trình. hay đúng không, giọng Vâng. cực hay đúng không? Ban nãy có nói rằng là lấy cái bạn thứ hai này thì bạn kém mình 2 tuổi, thế xong rồi có con, tôi lấy 4 năm thì đồng thời có con 4 tuổi rồi. Thế bây giờ bố đi làm ăn xa và chả quan tâm gì đến vợ con nữa. Và đi làm ấy, thật sự với anh là chúng em cũng xây được một cái nhà, nhà cấp 4 ra ngoài lên một tầng ấy. Thế là em đã sự suy nghĩ nhiều quá, bị ảnh hưởng dây thần kinh ở não, tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra. Thế bây giờ em cứ lên nhà ông bà ngoại em ở, em không ngồi dưới nhà chồng em đâu. Làm sao em vừa nói làm sao cái gì nó cứ lăn đùng ngã ngửa? À, vì em bị ảnh hưởng cái dây thần kinh ở não thì nghĩ nhiều quá, vì là em chia tay, thế là em lại có đứa con đầu, thế là em cứ suy nghĩ nhiều quá nó bị ảnh hưởng cái dây thần kinh ở não á. Thế hả? Cái đấy Vâng. là mình đoán thế hay là mình đi khám bác sĩ nói Em vậy? đi khám em uống thuốc của bệnh viện ở dưới Hà Nội mình ấy. Vâng, em uống bệnh viện Bạch Mai, em nằm ở đấy tận hơn 1 tháng rồi. Em lại nằm của tỉnh bệnh viện tâm thần của tỉnh Vĩnh Phúc cũng hơn 1 tháng. Đấy, thế là bây giờ em vẫn uống thuốc hàng ngày. Trước kia thì em bị ngã đến nỗi mà em đập cả cằm xuống với chảy máu cả mồm với cả mũi, em chả biết gì đâu. Bây giờ thì em uống thuốc em cũng đỡ rồi, chỉ có mỗi ngã ra một tí xong em lại tỉnh luôn. Này thế bây giờ thì hai mẹ con là ở trên ông bà ngoại. Vâng, em ở trên nhà ông bà Còn cái ngoại. nhà mà vợ chồng làm được mà cấp 4 mà có chồng tăng lên một tí đấy thì là bỏ đấy không đúng không? Vâng, em bảo ấy không, mà bây giờ bố mẹ chồng em thì cứ nuôi chó nuôi mèo ạ, chỗ đóng nhà nhà em. À tức là mình làm nhà ngay cạnh nhà bố mẹ Vâng, chồng lại đúng không? ở ngay đằng trên đằng dưới. Này cái hồi mà lấy bố nó ấy, thì gia đình nhà chồng có gọi là ưng bụng lắm không hay là vì Riêng anh Minh Đoàn, nói thật sự với anh, phải biết là em là một người đây có số máy này của em, không bao giờ em bỏ một chủ nhật nào em nghe. Mà riêng anh trả lời câu nói đúng là trên cả tuyệt vời. Lúc em yêu chồng em, mẹ thật sự với anh, em ước mỗi bố mẹ đẻ em. Đá em vừa chia tay với ông xã em đầu tiên, thế là em vừa chia tay được vừa có thời gian em cầm bản trích lục đấy, thế là em lại đi lấy chồng luôn. Thế là em lấy thì mẹ em lại còn nói em, đá, mày phải tìm hiểu cho nó kỹ, thì mày phải liệu cho nó cẩn thận thì mới xác định việc lấy. Thế là em lấy thì người ta cũng tìm hiểu về gia đình nhà em. Thật sự nhà anh một điều, bố mẹ em cũng đẹp,
đẹp về tuổi, mà các anh các chị cũng thế, đông người cứ lắm người quý mến quá, đâm ra cứ nghĩ về cái tình yêu bên ngoài nhiều quá, đâm ra cứ nghĩ say sưa về em không quý mến em đâu. Vâng, em chào mẹ em bây giờ, mẹ em cũng nhiều lúc mẹ em cũng không quý mến đến em. Không, mẹ chồng em ấy. Bố nó đi làm ở đâu? Đắk Lắk hay làm Sài Gòn? Làm ở trên Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc. Ồ. Nhưng mà lại lừa cả em là làm tận Thanh Hóa, Nghệ An rồi. Thế hả? Nói, nhiều lúc về rồi mà lại còn về giấu cả em. Nghĩ gì đến em? Chồng em về 3 ngày hôm nay rồi chưa nằm với em một tí nào. Ừ. Theo em đoán thì lý do vì đâu? Em đoán là lý do về chồng em đã có bồ đấy. Ờ, anh thì anh nghĩ thế này này. Cái chuyện bỏ thì dễ không ấy mà. Nhưng mà thực ra mình, em còn rất là trẻ cơ. Đúng rồi, em cảm ơn anh, đúng, lại em cảm ơn anh. Hai đứa con này với hai đời chồng bây giờ mình lại bỏ nữa thì tự nhiên mọi người sẽ nghĩ về mình rất xấu. Đúng. Từ trước giờ thì mình làm cái nghề cắt tóc, làm cái nghề cắt tóc thì người ta cứ nghĩ rằng là khách đến là chỉ để tán tỉnh, nhưng thật ra đấy là công ăn việc làm chứ có phải ai đi tán tỉnh suốt ngày để mình chết à. Người ta nghĩ rằng là mình bây giờ là đang cô đơn, cho nên là chồng thì xa vắng, cho nên là thôi thì con trai, con gái, thậm chí con trai che trẻ nó cứ trêu gẹo như thế, nó nghĩ rằng mình đang khao khát thì được thì được, chả được thì thôi, nó cứ ngỏ lời linh tinh. Bây giờ thế này này, về nguyên tắc là em và chồng em vẫn là vợ chồng. Cái nhà bố mẹ cho để làm, có tí đất để làm nhà ấy, vẫn là của hai vợ chồng làm nên. Về mình ở thì tự nhiên thì nó sẽ ấm cúng lên, nó sẽ sạch sẽ, quang quẻ lên. Thế và hai nữa là bố nó đi công tác ở xa như thế, không gửi tiền về, thì tức là từ trước giờ mỗi một mình cũng bươn trải, cũng lo lắng được cho con ăn uống tử tế học hành, đúng không? Thì bây giờ cũng về đấy, vẫn cứ duy trì cuộc sống như thế. Rồi bố nó, thứ nhất là nếu mà về với ông bà nội bên cạnh thì không thể là không về bên nhà mình. Thế còn thì nếu như bố nó nói rằng là phải chia tay hay là phải như thế nào thì mình cũng không phải là người đi ra đứng đường. Cái nhà này, cái đất này, đây là của con, đây là của vợ, các cái vấn đề mà về mặt quyền lợi cho đứa bé ấy mà. Thì mình không thể cứ, bây giờ mình còn trẻ, mình còn làm ăn được thì mình còn nương tựa vào ông bà ngoại, chứ mình phải nghĩ tương lai dài dài một chút nữa. Ngộ nữa sức khỏe của mình nó không cho phép để mình tiếp tục cái công việc này. Thế rồi con ngày một lớn lên, nhu cầu của nó, tiền ăn, tiền học nó cũng khá, chứ không phải như bây giờ chỉ cần có cơm, có sữa là được. Em về đi, em về, nhất là cái dịp Tết đầu xuân thế này thì chẳng ai ta lôi nhau ra, ta cãi nhau cái lúc dịp Tết. Em cho con về này, thế rồi mang đồ lễ sang, vì bố mẹ có xích mích chứ còn con thì đâu có xích mích với bố, và cũng là phải gắn bó với ông bà nội. Bố mẹ em cứ không ạ. Mình không cần biết là người ta đối xử với mình thế nào. Về mình là con dâu, con mình là cháu nội, mình cứ làm đàng hoàng cho đủ nghĩa vụ đi. Thế xong rồi, đấy cũng là một cái lời mà để ví dụ sau này người ta nói với con trai người ta là đấy, bây giờ thì thôi thì mày muốn đi đâu thì đi, là yêu ai thì yêu, như mẹ con nó ở nhà là cũng chịu khó, cũng ngày giỗ ngày Tết cũng sang bên này, rồi cũng qua lại giúp việc nọ việc kia. Nhất là những dịp mà ông bà nội ấy có ốm đau gì đó, mình là cái người nhiệt tình săn sóc ở bên cạnh, người ta sẽ cảm động và người ta sẽ có một cái tác động nhất định. Còn hiện nay là người ta nói với con trai, đấy mày mang tiếng có vợ mà như không, vợ mày đâu ông quan bề ngoại rồi, thế là nó có coi mày ra cái gì đâu, đúng không? Mình muốn người ta yêu thương mình thì mình trao cái yêu thương ấy đi. Người ta đối xử với thế nào thì không biết, nhưng mà bản thân mình cứ phải đầy đặn đã thì rồi mình mới có lý mà nói được. Xin phép ông bà ngoại đưa con về sửa sang lại nhà cửa, quét dọn cho sạch sẽ, mẹ con ở với nhau và đi lại sang bên ông bà nội để cho không khí gia đình nó ấm cúng lên. Và khi một cái nhà nó là tổ ấm thì cũng là một cách để mà vời gọi cái người chồng về. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Dạ vâng. Xin chào bạn. Dạ, cho em hỏi là kiểu xung quanh điện gì ạ? Ừ. Nó có mấy cái vết mà em chữa mãi khỏi. Thế à? Mấy vết gì hả bạn? Như kiểu là hắc lào mà chả biết có phải hắc lào không. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi. 20 tuổi. Bạn có nói tức là ở bẹn hay là ở bộ phận sinh dục? Không phải mà xung quanh bộ phận sinh dục chứ không phải là cơ quan này. À, xung quanh bộ phận sinh dục có những cái vết mà bạn cảm thấy như là hắc lào đúng không? Đúng rồi, ở chỗ trên chỗ đoạn mu. À, chỗ mu, dưới bìu có bị không? Không ạ. Xung quanh bẹn có bị không? À, xung quanh bẹn cả chỗ đấy ạ. Và những cái vết như thế bạn cảm thấy nó giống như hắc lào
Cái này nó kéo dài lâu chưa? Lâu rồi. Từ năm mấy tuổi? Được 2-3 năm rồi. À, và năm nay 20 tuổi đúng không? Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ chẩn đoán xem đó là hiện tượng gì nhé. Ờ, chị chào em. Vâng ạ, em chào chị ạ. Em ơi, các cái nốt mà em tả ấy, cái vùng da vùng đấy nó trắng trắng ra đúng không? Nó ngứa. Ờ, nó gây ngứa. Thế nó có loang ra không em? Có. À, cứ càng ngày nó càng loang rộng ra à? Xong mình bôi thuốc lại khỏi, một thời gian lại tái. Ờ, bôi thuốc gì em? Tự bôi? Không biết, em mua ở cửa hàng, không em phải mua. Em đi ra cửa hàng, thế xong em tả như là tả với chị, đúng không? Vâng. Thế xong rồi người ta cho thuốc về bôi. Thế xong bôi thì nó đỡ, xong mà không bôi thì nó lại bị à? Tức là bôi là nó khoảng luôn, mấy tuần sau lại phát lại. Thì lại phát lại. Thế thì sao em không đi khám ở đâu đấy đi? Cái bệnh này là bệnh ở ngoài da ấy, cho nên là em đến cái trung tâm da liễu nào đó để em khám thì người ta sẽ xem thực chất cái tổn thương ở da đấy nó là cái gì và người ta sẽ cho cái thuốc đặc hiệu đấy. Chứ còn mô tả thế thì rất là nhiều người bôi những cái thuốc nó có thể đỡ, đặc biệt là những cái thuốc mà nó có cái chất mà corticoid thì nó dịu ngay, nhưng mà nó chỉ để làm dịu thôi chứ nó không chữa được gốc. Mà muốn chữa được gốc thì người ta phải làm cái xét nghiệm xem cái da ở vùng đấy nó là do cái loại vi khuẩn nào hay virus hay là gì đó. Người ta tìm chính xác cái tác nhân gây bệnh thì lúc đấy người ta mới cho được chính xác cái thuốc để mà diệt nó em nhé. Thế cho nên là đừng tự cứ đi ra hiệu thuốc, nó mất thời gian mà rồi bệnh nó lại lâu khỏi, nó loang rộng ra, sau này nó lại tốn tiền ra nhé. Và đặc biệt là những cái bệnh ngoài da như thế là cái quần áo lót của bạn là phải khử trùng tuyệt đối. Sau khi bôi thuốc khỏi bệnh xong thì có khi phải luộc lại cả quần áo lót nữa cơ nhá. Và không mặc quần lót chật quá, kẻo là nó lại đọng hôi và nó lại bị nhá. Phải giữ gìn vệ sinh, nhất là chàng trai mới lớn như thế này. Xin chào bạn, chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nhá. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Quảng Ninh. Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Vâng, chào anh ạ. Em có thắc mắc về cái vấn đề về họ đấy anh ạ. Vâng. Vâng, những người yêu của em rồi cứ có điều kiện với em là phải là lấy nhau ấy, mà sinh đứa con đầu ấy là phải mang họ của cô ấy rồi cô ấy mới chịu kết hôn. Ừ. Lý do của cô ta đưa ra là gì vậy bạn? Lý do gì là như này này. Vì nhà cô ấy, vâng, là bố mẹ sinh ra được 4 chị em gái thôi. À, thế à. Vâng, thế nên là bố cô ấy trước khi mất ấy, là có muốn nói là sau này cũng muốn có một đứa cháu để nuôi dõi anh ạ. À, tức là muốn có một đứa cháu ngoại mang họ mình, đúng không? Để còn thờ cúng ông bà, tổ tiên bên nhà cô ấy. Thế bạn thì với yêu cầu này thì cô bạn thấy sao? Em thì không hiểu vấn đề này nhiều lắm, không biết được là sau này có nhằm cái mục đích gì không. Theo em nghĩ thì đơn giản thôi, nhưng mà sợ sau này người ta cứ nói là biết đâu được nó lại cứ mang cái mục đích chiếm đoạt tài sản hay là trâu bò ruộng vườn đi, khó lắm anh ạ. Thế nhà bạn giàu lắm à? Nhà em thì không giàu, nông thôn thôi, chỉ có nhiều trâu bò đấy anh ạ. Cô ấy là con gái lớn à? Trong bốn chị em? Của nhà cô ấy có 4 cô chị em gái thì... Ông anh trai của em thì cũng bắt được một chị về rồi. Ờ, thế à? Và còn cô út thì em muốn lốt nhưng mà ra cái điều kiện ấy nghe cũng không biết được có nên hay không. Bạn là người dân tộc à? Không, em là người Kinh. Người Kinh chứ sao lại bảo đi bắt vợ? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Ờ, chào em, năm nay bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 28 tuổi anh ạ. Em 28, cô thì bao nhiêu rồi? Cô ấy là năm nay là 24. Cô ấy 24, tức là anh trai ruột của em là lấy cô chị cả rồi. Và hai cô chị ở giữa thì đã có chồng con gì chưa? Có rồi, nhà giờ riêng nhà ai thế rồi, nhà em cũng còn mỗi mình em là con út thôi, còn nhà cô ấy cũng vậy. Nhà em thì mình em con út, nhà cô thì cũng mình cô là út. Vâng. Và gia đình đôi bên có vẻ cũng đồng ý cái chuyện là hai anh em lấy hai chị em hả? Vâng, gia đình hai bên thì bảo thế thì cũng được, thế thì cũng tốt thôi, càng gần gũi chẳng sao cả anh ạ. Mà chỉ có một cái nguyện vọng là ông ngoại muốn là sau này đứa con của em đấy, đứa cháu ngoại thì là phải mang họ của ông. Vâng. Thật ra về mặt luật pháp thì không cấm con mang họ ai. Còn thì phong tục tập quán thì từ trước đến nay là con mang họ bố. Thế còn những người mẹ đơn thân mà không biết bố là ai hoặc là không thừa nhận bố thì có thể mang họ mẹ.
ở trong hoàn cảnh của nhà em thì có lẽ cũng khổ thân ông ngoại, vì ông sinh bốn cô con gái mà chắc ông là người gia trưởng cũng khát khao có cháu nội rồi cháu đích tôn rồi cắm hương rồi thờ phụng, và ông chỉ lo lúc chết không có ai cúng ông lại chết đói lần nữa thì cũng không phải là ông ấy thì cái nguyện vọng này từ năm ngoái rồi, còn ông thì bây giờ là đi tàu bay rồi. Thế thì bà còn bà không? Bà thì con. Bà có đồng ý với cái nguyện vọng thế không? Bà thì bà bảo cái đấy còn do là có ai đồng ý hay không. Đấy, chắc là trước lúc mất, em nãy em nói là ông đi tàu bay, tức là ông mất rồi đúng không? Vâng. Ông mất, ông chỉ có tâm nguyện là có một đứa mang họ của mình để lại sau này thờ phụng tổ tiên. Còn bà thì bà cũng rất hiểu, bà nói rằng cái này còn có phải đâu mình muốn là được. Anh nghĩ rằng là nếu là anh thì anh làm đấy, mang lại một niềm vui cho người đã khuất. Cũng là hai nữa là nếu như em mà sinh được hai đứa con, một đứa mang họ bố, một đứa mang họ mẹ, chẳng làm sao, nó vẫn là con của mình, họ ai quan trọng gì đâu. Nhiều người đi vì lý do công tác, vì lý do này, vì lý do khác, người ta cũng mang bí danh, rồi thậm chí còn thay tên đổi họ. Mà hai nữa là cái họ ấy nó cũng chả liên quan gì đến chuyện là đất đai rồi tất cả những thứ gì nó phải theo pháp luật, chứ không phải là cứ chẳng hạn như là nhà ông ấy là họ Vũ, nhà mình họ Phạm, mà con gái hay là con trai mình sinh ra lại mang họ Vũ, mà rồi cuối cùng nó liên quan gì đến đất đai đâu. Thế còn thì cái chuyện mà hiện nay thờ phụng tổ tiên ấy, anh nghĩ rằng là cháu nội hay cháu ngoại nếu có lòng thì vẫn thờ cúng được, chả biết các cụ có ăn có uống gì không, nhưng mà thôi thì các cháu nó có lòng, con cháu đích tôn hay là cháu nội nhưng mà nó công tác ở xa tít mù khơi đó, được độ 3 năm nó quên luôn cả ngày giỗ của ông, ngày Tết nó cũng bận nó không về, thì rồi cũng chưa chắc đã lại hương khói được. Thế như cháu ngoại mà nó ở gần, rồi bà ngoại lại là cái người mà gắn bó trông coi nó, thì sau này kể cả nó đi lấy chồng nó cũng có thể lập bàn thờ hay bát hương để thắp hương cho bà ngoại được. Em cứ bàn bạc, mà có lẽ cái vấn đề quan trọng nhất là trao đổi với bên bố mẹ em ấy. Chẳng đấy, ông ngoại thì đấy, là trước lúc mất ông có nguyện vọng thế, con thấy cái này nó chả có vấn đề gì, hay là cứ thế hay là cứ nọ, hoặc là có thể mình là đứa con đầu, nếu là con trai thôi thì mang họ bố đi, lần đầu có con, còn đứa sau thì hứa bà ngoại là lần sau thì để cho mang họ mẹ cháu, đúng không? Lo nghĩ là ví dụ như là con trai chẳng hạn, sau này nó lớn lên ấy, nó lại bảo nghĩ là mình không phải là bố nó thì hết thôi. Không, sau này khi các cháu lớn dần lên em sẽ thông báo với các cháu là thật ra thì con là con của bố của mẹ, nhưng đấy ông ngoại như thế, cho nên là con mang họ của mẹ, mang họ ông ngoại cũng không có làm sao cả. Em cứ tư vấn thêm bên nội, đồng thời là khi mà khai sinh cho con ra Ủy ban Nhân dân xã hay phường đó thì em cũng nói rõ tâm nguyện, bởi vì rất có thể là cái cán bộ tư pháp ấy, ở xã ấy, họ sẽ nói rằng cái này không được hay là quy định như thế nọ thế kia, thì em cũng phải trình bày nhá, chứ không là chuyện nó cũng hơi lạ lạ rồi, cán bộ ta không quen, tại bảo sao lại âm mưu gì đây, đúng không? Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé, hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Hải Dương. Dạ, vâng, em đây ạ. Vâng, xin chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, cho em hỏi, em đi khám bệnh, người ta bảo em là bệnh sỏi thận là 1 ấy, bệnh nhân xơ là 2, gan nhiễm mỡ là 3, mà em muốn hỏi là bây giờ em uống trong 3 loại thuốc cùng một ngày thì là cách khoảng 2 tiếng em lại uống một lần thì thuốc ấy có ảnh hưởng gì sức khỏe hay là thuốc có như nào không ạ? Anh bảo em biết đấy ạ. Sỏi thận này, gan nhiễm mỡ này. Gan nhiễm mỡ, vâng. Nhân xơ. Sỏi thận, gan nhiễm mỡ với cả nhân xơ. Nhân xơ ở đâu? Nhân xơ ở cổ tử cung ấy ạ. À, nhân xơ cổ tử cung đúng không? Vâng ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi hả cô gái? Em 47 tuổi ạ. Ồ, không phải trẻ nữa, nghe giọng rất là trẻ, tôi cứ tưởng là bạn mới hai mấy thôi. Em 47 rồi. 47 có cháu nội cháu ngoại chưa? Em có rồi. Ôi giời ơi, mấy cháu rồi? Em có hai cháu nội, một cháu ngoại rồi. Thế à? Thế mà vẫn nghe chương trình Cửa sổ tình yêu à? Ôi giời ơi, em nghe giọng của các anh các chị nói rất hay mà. À, các anh các chị nói rất là tình cảm nên là em không bao giờ bỏ tối nào hết. Thế à? Ngày nghe, tối lại nghe.
Thế là ông xã bao nhiêu tuổi? Ông xã em 50 ạ. À 50, thế là cũng con đàn cháu đống rồi đúng không? Thế là tối nào hai vợ chồng cũng mở đài nghe cửa sổ tình yêu lúc 10:30 tối Vâng, 10 giờ à? trưa mới cả 10:30 tối, chẳng hôm nào em nghỉ cả, lần tháng nào tuần nào em cũng nghe. Thế à, rồi. À, vì em nghe rất thấy ý nghĩa nên là em không bỏ được. Rất là cảm ơn những tình cảm của bạn dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi. Và À. bây giờ thì chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Ờ, chị chào em. Vâng, em chào Ờ, chị hiện tại là mình đang phải uống 3 loại thuốc, đúng không? ạ. Vâng ạ. Ờ, thuốc để điều trị gan nhiễm mỡ, nhân xơ cổ tử cung và sỏi thận. Thế và em đang dùng thì em câu hỏi của em là khi mà uống 3 thuốc đấy thì cứ cách 2 tiếng thì lại uống một loại đúng không nào? Thì Vâng ạ. có ảnh hưởng gì không? Thì như thế là em rất là cẩn thận rồi, bởi vì khi dùng nhiều loại thuốc thì người ta chỉ sợ cái sự tương tác của thuốc ấy, thuốc nọ nó oánh thuốc kia để mà rồi không còn tác dụng nữa. Thế thì em đã cách mà em lại cách những 2 tiếng thì như thế là đảm bảo rồi nhá. Ừ thì cứ thế mà dùng. Tuy nhiên rằng là các cái thuốc ấy, nếu mà đặc biệt là cái thuốc mà gan nhiễm mỡ ấy, mà em uống thì em uống gần vào cái bữa ăn ấy thì nó càng có hiệu quả hơn. Nói chung các thuốc nhá thì mình cứ căn vào, ví dụ như là uống vào bữa ăn sáng này, bữa ăn trưa này, hoặc là bữa phụ của buổi chiều, hoặc là vào bữa tối nhá. Ờ, thế chúc em có sức khỏe tốt nhá. Thế em Rồi. chào các chị Ganh nhá. Vâng. Vâng, thế chúc bà nội bà ngoại là có sức khỏe thật tốt để chăm ông nó với cả các cháu nhá. ạ, thế em chào các anh chị ạ. Bà trẻ quá cơ. Thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Xin chào một thính giả gọi đến từ Thái Bình. Tôi đang nghe đây ạ. Chào anh chị như là ở bên cửa sổ tình yêu. Vâng, xin chào anh ạ. Chào anh Minh Đoàn. Vâng. Anh ạ, như là vừa qua này như là em cũng ở Quảng Ninh, Vâng. chỗ Đông Triều. Vâng. Vậy em chuyển về như là Thái Bình. thành phố Hạ Long, thành Vâng. phố Vịnh Hạ Long. Vâng. Làm như là nó lại xảy ra cái sự việc là em điều trị bấm huyệt, điều trị cho mẹ cô đấy. Vâng. Em điều trị được cái cô bảo cô đấy lấy em làm vợ, Vâng. thì là không được đâu, nhưng mà anh đã có gia đình rồi, Vâng. còn bây giờ em hai còn mới 30 tuổi đầu trẻ lắm, thì thôi thì em anh chấp nhận em là làm em gái anh, Vâng. thì em có nhất trí không thì anh mới cho em về nhà. Bảo là thế thì anh mà không chấp nhận như thế thì em không chấp nhận như thế thì anh không cho về nhà đâu, về nhà như là còn nhà anh nên là thế này thế khác thì anh không chịu được đâu. Vâng. Thế thì chị hỏi là anh Minh Đoàn với các anh chị ở trên đấy như là xem cho những cái thông tin nào như là để như là giải hòa cho nó vừa được như là lòng cái đấy này, vừa được như là cái bạn bè trên tình cảm. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 40 tuổi ạ. À, vẫn còn trẻ chán đúng không? Và cô gái kia là 30 tuổi. Anh lấy vợ lâu chưa? Lấy vợ như là cách đây như là 18 năm rồi. 18 năm rồi. Và chắc là con cháu thì cũng lớn rồi đúng không? Cũng nên nói rồi đấy. Anh làm nghề gì nhỉ? Làm người khuyết thị đấy, làm À, là đi người khiếm cầm thị. cốt đấy. Xoa bóp bấm huyệt tẩm quất đúng không? Đó, đó, đó. Và khách hàng của mình lại ao ước là được làm vợ của anh. Rồi, đó. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Chào anh. Chào anh Minh Đoàn này. Này thế mấy mẹ con nhà nó thì ở đâu? Mình thì đang làm ở chỗ Hạ Long đúng không? Thế còn thì bà vợ với lại các con thì đang ở đâu? Ở nhà. Ở nhà. Cuộc sống của Ừ. mấy mẹ con có bình thường không? Tháng về một lượt thì mẹ con đối xử không không có lạnh nhạt gì cả, Không có lạnh cũng nhạt là gì. mẹ. Này thế mình đi làm thế có mang tiền nong gì về góp cho mẹ con nhà nó ở nhà không? Có phải mang về chứ? Ừ rồi. Thế và tức là cuộc sống gia đình rất bình thường này, vợ và các con cũng mạnh khỏe này, mình thì đi làm ăn xa này và lâu lâu thì mới về và cũng mang tiền đóng góp vào gia đình. Thật ra mình cũng chả có cái tính lăng nhăng gì đúng không? Nhưng mà vì là mình có chữa bệnh bấm huyệt cho bà mẹ một cô gái và chữa lại khỏi, thành ra cô gái cảm động nghĩ rằng mình có bàn tay vàng, mà bàn tay vàng chữa bệnh mà còn khỏi thì chắc là chữa cái gì cũng khỏi. Và cô thì cũng 30 rồi nhưng cô ấy muốn rằng là lấy mình. Thế thì bây giờ thế này, chắc rằng là mình cứ kiên định lập trường thì chắc cô cũng chẳng làm gì được mình.
Cô có đồng ý làm bạn hay không thì cũng chẳng quan trọng, vì trong đời mình sẽ còn lang thang đây đó chữa bệnh cho nhiều người. Cái tình thương mến thương mà lòng tốt mà lại cứ nghĩ rằng là nếu không đồng ý lấy cô thì cô cũng không chấp nhận làm bạn, thì rồi mình mất một người bạn, thế rồi mình phải đành tặc lưỡi thì không không được đâu. Mấy bữa nữa mình lại chuyển về Hải Dương, lại bấm cho một ông bố của một cô lại thích nữa, rồi lại đòi nữa, thì rồi mình sẽ rất là đa mang. Cái lòng tốt của mình chính là tập trung vào việc là chữa bệnh cho những người gọi là có bệnh. Đấy là cái điều tốt nhất. Mà mình đi làm thì mình cũng là hưởng cái phần thù lao hay là cứ gọi là tiền công rồi. Thế còn cái tình cảm thì ai người ta thương mình thì cứ nói là cảm ơn. Thế rồi lưu số điện thoại này là trong gia đình, nếu có ai mà cần xoa bóp bấm huyệt hay là cụ nào tai biến mà cần phải phục hồi thì lại alo cho mình. Đấy mới là cái tình cảm. Chứ bây giờ mình nhận lời quý cô ấy, thương cô ấy rồi trả đâu vào đâu, rồi ở nhà mẹ con nó biết đến tai, rồi ở nhà thì tan nát, mà rồi cũng chả giữ được cô, thì cuối cùng nó chẳng ra làm sao cả nhá. Mình đã kiên định lập trường thì chẳng ai làm gì được mình. Chỉ nói rằng là hoàn cảnh của anh thế này, vợ con ở quê, người đã gắn bó với anh lâu rồi, anh không thể thay đổi, không thể phản bội cô ấy được. Nếu có chấp nhận làm em gái hoặc là làm một khách hàng thân thiết ruột thịt cũng được, nhưng vợ hay là người yêu thì không. Anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ. Xin chào anh nhá. Chúc anh có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Dạ vâng, chào anh ạ. Chào bạn. Anh câu hỏi hôm nay là xã tôi năm nay 35 tuổi mà cháu đầu nó học lớp 9 rồi mà đang vừa rồi lại mới có thai, muốn xin cho em bé thứ hai mà. Và hiện tại đang tháng thứ 9 rồi thì nghe nói hỏi mọi người ở đây kiến ra một lượng siêu âm nhiều thì ảnh hưởng đến cháu bé, có phải vậy? Xin đầu đài tư vấn để giúp phụ huynh một cái ạ. Bà xã năm nay 35 tuổi à? Dạ vâng ạ. Và con lớn đã học lớp 9 rồi, tức là 15 tuổi rồi cả. Dạ vâng đúng rồi ạ. Thế sao cách nhà xa nhau thế? Cũng vì lý do điều kiện kinh tế anh ạ. À chứ cũng không phải là do trục trặc gì đúng không? Vâng. Chắc là bây giờ con đứa đầu là con trai hay con gái? Cháu gái anh ạ. Bây giờ con gái là cũng thành thiếu nữ rồi còn gì nữa nhỉ? Và chắc là cuộc sống gia đình đã ổn định hơn. Con cũng lớn rồi, đỡ phải vất vả. Thì là hai vợ chồng quyết định sinh thêm đứa nữa đúng không? Cái thai bây giờ là 9 tháng rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Tóm lại là mẹ nó có khỏe không? Vâng, cảm ơn anh, vẫn khỏe, nhưng mà cứ cháu trước thì cháu gái thì bảo là em có hỏi thì bảo là cái thai ấy thì nó hay ở bên đây chứ phải, bây giờ lại chuyển bên đây trái, không hiểu lý do tại sao, em đang phân vân như thế đấy. Chắc là cái thai nó phải vận động từ chỗ nọ ra chỗ kia, chắc là nó nghịch như bố nó đúng không? Bố nó cũng đi làm ăn xa đúng không? Cũng còn ra khỏi xa mẹ con nó đúng không? Thì cái thai nó chỉ có mỗi trong bụng đấy, phải vần từ chỗ nọ ra chỗ kia chứ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chị chào em. Như thế là theo như dự đoán sinh là chỉ còn 20 ngày nữa đúng không? Dạ vâng, đúng vậy chị ạ. Đúng rồi. Thế và bây giờ thì tức là em thì muốn vợ em đi siêu âm, nhưng mà vợ thì bảo là siêu âm nhiều thì có hại. Thế từ trước đến giờ là siêu âm bao nhiêu lần rồi? Dạ, thế thì là tất cả là 4 lần rồi. Bởi vì hôm 4 tuần đầu em siêu âm cho đến tháng thứ 6 này, em siêu âm đến tháng đầu tháng thứ 7 cho lần nữa. Thực ra là lạm dụng quá cái chuyện siêu âm thì nó cũng không tốt. Có những bài báo thì người ta nói là khi mà siêu âm nhiều quá thì cái sóng siêu âm ấy nó có thể làm tổn thương các cái tế bào thần kinh ở não. Và đấy là siêu âm nhiều quá. Nhưng mà trong trường hợp của em ấy thì từ trước đến giờ thì mới siêu âm có 4 lần. Và bây giờ là còn 2 tuần nữa. Thông thường sắp đến ngày đẻ thì cứ 1 tuần người ta lại yêu cầu là siêu âm lại một lần để mà tiên lượng xem cái cuộc đẻ nó như thế nào. Vì vậy 20 ngày nữa sinh, nếu như có phải siêu âm 3 lần nữa thì em cũng không lo lắng về cái chuyện mà ảnh hưởng cho con. Mà chính là nếu bình thường ra thì cứ 1 tuần là đi kiểm tra một lần này, xem ngôi thuận chưa này, xem tình trạng sức khỏe của mẹ như nào, vân vân, để mà tiên lượng cuộc đẻ, hoặc là có cái chuyện gì mà nó bất thường, vì cái tháng cuối là nó cũng nhiều chuyện xảy đến với người mẹ lắm, thì mình dự phòng sớm thì khi ăn chắc nó ở trong tay, chứ cũng thêm 2-3 lần siêu âm nữa thì cũng không lo lắng đến cái chuyện mà ảnh hưởng đến sức khỏe của con đâu em ạ. Bạn đã nghe rõ rồi chứ và yên tâm hơn rồi chưa? Thì em muốn hỏi nếu mà cứ siêu âm giờ có ảnh hưởng gì không ạ?
Bác sĩ đã nói rồi, từ giờ đến lúc đẻ còn 3 tuần nữa và 3 lần siêu âm nữa cũng được. Và siêu âm những ngày cuối của thai kỳ như này là sẽ tiên lượng được những cái điều gì bất chắc có thể xảy ra nhá. Rất là cảm ơn tổng đài, cảm ơn anh chị ạ. Rồi, xin chào bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ngãi. Hello, xin chào chương trình. Vâng, xin chào bạn. Dạ, em chào bạn, chào anh. Vâng ạ. À, bạn trình bày câu hỏi của mình đi. Dạ, em có quen một người bạn gái, có tình trước với em anh. Vâng. Về đời sống của em thì em là người khiếm thị. Vâng. Và em thấy không được nên nhà em cũng không có cách nào nói để cho người bạn gái đó có bị thông thường à. Nhờ qua chương trình thì vẫn giúp giùm cho em. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ em 35 tuổi ạ. 35 tuổi là người khiếm thị. Có một cô gái thích mình. Cô ta có biết là bạn là người khiếm thị không? Dạ biết ạ. À biết. Và cô ta đã tỏ tình với bạn. Dạ. Tình cảm của bạn đối với cô ấy thì như thế nào? Dạ thì tình cảm của em thì đối với cô đó thì thương cũng rất là thương, nhưng thấy về nghĩ về đời sống của em thì nó không được ạ. Bạn có ý định là sẽ xây dựng hạnh phúc gia đình với ai không? Dạ không ạ. Ồ. Thì đời sống của em thì cũng không có công việc gì làm á anh ạ. Ồ thế nên à. Em cũng nghĩ cũng khó. Ồ thế à. Dạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, anh chào em. Dạ em chào anh. Em mới thấy em bây giờ thì đang ở với ai? Dạ em ở với bà má em anh. Thế hả, ba má lớn tuổi chưa mà nhà mình có kinh doanh buôn bán gì không hay là làm cái gì để đảm bảo cuộc sống hàng ngày? Giờ thì chỉ có nấu rượu anh. Nấu rượu hả? Giờ trước kia thì thoáng giờ bà giờ mối thì đau giờ nghỉ giờ chỉ có nấu rượu. À nấu rượu. À, cuộc sống có tạm tạm ổn không em? Giờ thì cuộc sống này tạm ổn anh, đủ tiêu. Ừ. Tôi tin rằng gia đình. Thế em hiện nay là không làm cái gì hả? Cái việc mà đi lại có quá khó khăn không? Dạ em đi lại thì nó cũng, nói chung là nó cũng bình thường, nhưng mà ấy dạ, em không ít tiếp xúc với anh. Rồi mình ít đi lại tiếp xúc, không ít tham gia các cái công việc, cho nên là cũng chẳng có ai mấy, chỉ lần quần ở nhà với ba má thôi đúng không? Dạ dạ. À, thật ra thế này này, anh muốn nói một điều rằng là quyền được yêu, quyền được có gia đình hạnh phúc, đó là quyền lợi của tất cả mọi người. Nếu em để ý cách đây ít phút thôi thì trong chương trình này cũng đã có một bạn cũng khiếm thị. Bạn ấy có vợ có con rồi, thế mà bạn ấy học được cái nghề xoa bóp bấm huyệt, bạn đi lang thang đây đó để chữa bệnh cứu người, đi khắp đây đó để chữa bệnh cứu người, mà vừa kiếm được tiền mang về nuôi vợ con, lại còn có người cứ đòi yêu mình nữa chứ, mặc dù nói rõ là có vợ con rồi. Thì thật ra thế này, người khiếm thị là một người bình thường khỏe mạnh đúng không? Chỉ có điều là ta khó khăn trong cái việc nhìn và đi lại. Cũng không nên nghĩ rằng là cùng những khiếm thị như nhau thì sẽ hiểu nhau hơn. Thật ra cũng không hẳn thế, tùy mỗi người mỗi cảnh. Có những trường hợp người ta nói rằng mình đã hoàn cảnh đã khiếm thị thế này rồi thì sẽ cần lấy một người vợ mà người ta thương yêu mình, người ta cho mình một cái nơi nương tựa, một bờ vai. Cái người sáng hơn thì sẽ dắt người lành để nương tựa với nhau, vẫn có cuộc sống gia đình bình thường và hạnh phúc. Thật ra thì em cứ mang sẵn cái mặc cảm ở trong lòng. Một cô gái mà người ta đến với mình, mà người ta biết mình rồi, mà người ta nói người ta yêu, thì thứ nhất là chẳng phải lợi dụng cái gì. Em chẳng phải đại gia hay nhiều tiền để mà người ta nói, để người ta moi móc cái gì của mình đúng không? Quen qua điện thoại. Không sao cả em ạ, qua điện thoại. Em cũng nói rõ là em là người khiếm thị, cho nên em không phải chủ động gặp cô ấy được đúng không? Dạ. Cô ấy ở đâu hả em? Dạ người ta thì ở quê ở đây thì anh. À cũng quê gần đây. Đang Sài Gòn anh. Đang làm ở trong Sài Gòn nhưng quê thì ở Quảng Ngãi của em. Dạ dạ. Cô về nếu cô có ghé thăm,
cứ bình thường, mình cứ tự tin mời chào vào nhà, hoàn cảnh như thế đấy rồi vân vân. Và nếu như cô ấy chỉ là cái người bồng bột non nớt, qua điện thoại thấy hay hay mà cô ấy ngỏ lời trước, nhưng khi gặp mặt rồi cô ấy thấy nhìn ra cảnh khó khăn hay bản thân mình cũng không như cô ấy mong đợi, mà sau đấy thì mối quan hệ nó cứ nhạt dần ra thì thôi, cũng kệ cô ấy. Thế nhưng nếu như gặp rồi mà cô lại càng thương hơn, khi trở lại Sài Gòn cô lại càng quan tâm và cô ấy cứ muốn gắn bó với mình, thì anh nghĩ rằng mình đừng có quá nhún mình, đừng có quá cảm thấy mặc cảm tự ti để mà đánh lỡ mất một cái cơ hội. Và nếu như mà hai người đến thực sự với nhau thì em cũng nói rõ là em chả thể đi đâu, em chẳng thể vào Sài Gòn với cô ấy được. Nếu mà cô mà thương em thì lại phải trở về quê, biết bao nhiêu khó khăn, chẳng biết cái điều đó có thể được hay không. Nếu cô ấy nói rằng là bây giờ em đi xa em chán rồi, chỉ muốn về quê và lấy chồng sinh con rồi cũng làm ăn ruộng vườn gần nhà thôi, em sẽ quyết tâm, em sẽ sẵn sàng em về chẳng hạn, thế thì tốt quá. Nhưng việc đầu tiên là em phải xóa bỏ cái mặc cảm này, và hai nữa là xóa bỏ cái suy nghĩ rằng không lấy vợ nhá. Dạ, ngày trước em cũng có nói là về đời sống của anh em thấy không được nữa. Hãy cứ mở rộng cánh cửa đón cô ấy, nếu như trời thương trời cho, hoặc là thôi cái duyên cái số, hoặc là đây mới là cái người mà thật sự là một cái người mình mong đợi thì hãy đón nhận. Còn nếu như mà nó không phải duyên phải số thì rồi gặp một lần rồi người ta cứ lảng dần dần ra đi mãi mãi thì mình cũng chấp nhận thôi. Không việc gì mà chưa chi đã ngay từ ban đầu đã cứ phải từ chối một cách nó gay gắt quá em nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Yeah. Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Dạ, câu hỏi của em là em với cô ấy yêu nhau, tức là hai người cũng rất là yêu nhau. Vâng. Nhưng cô ấy phải lấy chia tay với em vì gia đình ép buộc cô ấy không cho cô ấy đến với em ạ. À thế à? Vâng, em muốn hỏi chương trình là cho em một lời khuyên để cho em để làm sao để quên cô ấy. Các bạn yêu nhau bao lâu rồi? Dạ, quen nhau được 1.5 năm rồi, nhưng mà chỉ yêu nhau được mấy tháng ạ. À, yêu nhau mấy tháng, thì cô ta nói lời chia tay với bạn vì gia đình rồi à? Dạ vâng ạ. Cô ta nói lời chia tay với bạn mấy tháng nay rồi? Dạ cũng mới đây thôi ạ, chỉ cách đây khoảng 10 ngày thôi ạ. À, và từ sau lần đó thì các bạn không gặp nhau nữa? Gặp nhau thì chưa gặp nhau, nhưng mà nói chung là vẫn nhắn tin qua điện thoại ạ. À, vẫn nhắn qua nhắn lại cho nó vui đúng không? Vâng. À, thế gia đình cô ta ngăn cản không cho yêu bạn vì lý do gì vậy? Trước kia thì hai nhà là cũng là cùng quê cùng làng ấy ạ. À? Nhà cô ấy đi vào thành phố Vĩnh Yên ạ. Vâng. Vâng. Thì em thì là người xây dựng ạ. À. Thì nhà cô ấy làm rồi quen biết cô ấy. Rồi quen thì sau một thời gian thì cô ấy nhận người yêu em ạ. Vâng. Gia đình cô ta lại ngăn cản không cho yêu bạn vì lý do gì? Có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình của em ạ. À, do về hoàn cảnh gia đình, và bạn thì làm nghề xây dựng, tức là bạn nhận thầu các công trình xây dựng hay là bạn làm công nhân xây dựng? Dạ, em làm công nhân xây dựng. À, thế à? Dạ. Và có thể là đấy cũng là cái lý do mà khiến gia đình cô ta ngăn cản đúng không? Dạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, em 27 ạ. Còn cô ấy? Dạ, cô ấy 19 ạ. À, 19. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Hiện nay mặc dù nói lời chia tay nhưng mà vẫn duy trì liên lạc với nhau qua tin nhắn hay điện thoại. Bình thường thì bây giờ gặp nhau nói chuyện với nhau nói những cái gì? Dạ, trước kia thì gặp nhau thì chúng em vẫn vui vẻ cười tươi lắm ạ. Nhưng mà bây giờ cứ mỗi lần nhắn tin mà em nhắc đến cái chuyện yêu đương với lại chia tay thì biết là cô ấy có vẻ như chán với lại không muốn nhắn tin lại cho em đấy ạ. Bởi vì cô ấy cũng chắc cũng bị sức ép của gia đình nhiều lắm. Một cô gái mới 19 tuổi chắc cũng còn non nớt. Bây giờ chỉ cần bố cấm cho vài câu, mẹ dọa cho một ít lời. Thế là nhiều cô gái dù có yêu lắm chăng nữa cũng phải gạt nước mắt để mà chia tay với người yêu. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này một mình em không ăn thua, đúng không? Người bạn đồng hành với mình chính là cái cô ấy. Cô ấy là người nằm trong lòng địch, tức cho rằng là đây là đang là một đối phương đi, mà chịu đầu hàng rồi thì chắc em làm gì được đâu. Chẳng lẽ đến nhà cãi nhau hay là gây sự với bố mẹ à? Chắc chắn là cái giai đoạn này vừa mới đang có yêu nhau rồi vui vẻ, bây giờ phải chia tay, nó phải mất một thời gian dài dài để nguôi ngoai dần, để xác định lại rằng chúng ta không còn là của nhau nữa.
chứ còn hy vọng để mà thay đổi được tình hình thì chắc là khó rồi. Bởi vì cơ bản nhất là cô thì cô đã buông xuôi tay rồi, đúng không? Vâng, bây giờ em thì thật sự là vẫn còn muốn, mình rất yêu cô đấy. Nhưng chỉ vì nhiều lần em hỏi cô ấy ạ, về cái hoàn cảnh của em với của cô ấy. Lúc đầu hỏi thì cô ấy đồng ý hết tất cả, mà để yêu em ạ. Nhưng giờ gia đình cô ấy làm căng quá nên là cô ấy phải bắt buộc như thế, thì em muốn hỏi cho em lời khuyên. Em ơi, anh nói lời khuyên gì nữa, trong khi cô ấy đầu hàng và nói lời chia tay, bây giờ chỉ nhắn tin với nhau qua điện thoại, đây là những cái cơn rong bão cuối cùng thôi để trước khi chấm dứt. Chắc là chỉ cũng nhì nhằng một ít bữa nữa rồi cũng nguôi ngoai, nhất là khi mà cô lại có người này người khác đến để mà gia đình lại móc nối cho cô ấy để tiến tới hôn nhân, thì rồi cô cũng sẽ dễ quên thôi. Phải nhìn thẳng vào thực tế, một cô gái còn trẻ như thế làm được cái gì đâu. Lúc cô yêu rồi thì ai tính gì nó hoàn cảnh, nhưng sau này nó bình tâm trở lại khi gia đình phân tích rằng là nếu con yêu nó thì nó thế này thế kia, có khi cô cũng nghe ra. Bây giờ không chỉ gia đình mà chính cô cũng đã để ý đến cái hoàn cảnh của mình. Anh nghĩ rằng là mình còn nhiều cơ hội, em thì lại đang tung tăng bay nhảy như thế. Đừng có vì một chút gì đấy mình chìm đắm vào cái mối quan hệ này, khi biết rằng phía trước là con đường cụt hay là một bức tường, thì đứng lại để đằng sau quay hoặc là rẽ sang một hướng khác. Đấy là một cái sự thông minh, chứ không phải cứ cố gắng là cố đấm ăn xôi, mà có xôi đâu mà ăn, đúng không? Bà đã nghe rõ những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Vâng. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Cần Thơ. Alo. Vâng, tôi đang nghe bạn nói đây. Dạ, cho em gặp bác sĩ được không nha anh? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải đang ngồi trong phòng thu sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Dạ. Ừ, chị chào em. Dạ, chào bác sĩ. Ừ, em nói đi. Dạ, em và chồng em quen nhau gần một năm và tụi em quyết định đến hôn nhân. Dạ, nhưng mà sao mà lần quan hệ tình dục đầu tiên hai đứa em không có gì hết đó chị. Bây giờ hai đứa em cảm thấy buồn. Em nói là không có gì nghĩa là thế nào? Tụi em quan hệ thì không có ra máu mà sao em cảm giác rất là đau á. Thế là chồng buồn. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, năm nay em 22. Thế chồng mình thì bao nhiêu tuổi? Dạ, 23. Thế à? Thế em hiện nay em có đi làm gì không hay là ở nhà? Dạ, em đang làm tại công ty chế biến thủy sản thì chồng em cũng vậy. Tức là cả hai bạn đều đi làm rồi hả? Chị hỏi, chị xin lỗi là chồng em làm gì vậy? Làm công nhân hay là làm kỹ thuật hay là như nào? Anh học cái gì rồi? Anh học cái gì ra vậy? Dạ, cũng làm công nhân như em như chị. Cũng làm công nhân như em hả? Dạ. Thì... em có nghe chương trình Cửa Sổ Tình Yêu nhiều không? Dạ có, lâu lâu em cũng có nghe. Nếu em nghe thì cái trường hợp của em trên đài gặp nhiều lắm rồi mà. Dạ. Chị muốn nói với em là như này này, bản thân em là người quan hệ tình dục lần đầu tiên đúng không? Dạ. Thế và cái chuyện mà mình quan hệ tình dục lần đầu tiên ý, thì không phải ai, tất cả mọi trường hợp đều bị ra máu đâu nhá. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là về phía bản thân mình ý, có thể là mình thuộc loại cơ địa là cái màng trinh của mình nó co giãn rất là tốt, thì nó có thể không gây ra hiện tượng rách như vậy, và nó sẽ không gây ra hiện tượng chảy máu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể là cái màng trinh của mình thì nó mỏng, nhưng mà khi mà nó quan hệ tình dục lần đầu tiên cũng có thể nó rách, nhưng mà cái lượng máu nó chảy ra rất ít, có thể nó chỉ thoáng qua thôi, và nó hòa lẫn vào với cả cái dịch âm đạo của mình, cũng như là cái tinh dịch mà anh chồng anh ấy xuất huyết vào trong âm đạo của mình rồi nó mới chảy ra. Nhưng vì cái lượng nó nhỏ quá cho nên là mình không thấy có máu nhá. Một cái trường hợp nữa, thứ ba có thể xảy ra là có thể do hồi bé mình có những cái vô ý, hoặc mình bị ngã, hoặc là mình bị chấn thương thì nó đã bị rách màng trinh sẵn rồi nhá. Nhưng mà những cái biểu hiện, những cái cảm xúc, những cái thể hiện của cái người quan hệ tình dục lần đầu nó sẽ khác so với những cái người mà đã quan hệ tình dục nhiều lần rồi. Tất nhiên chị nghĩ rằng là các em yêu nhau cũng hơn một năm trời rồi các em mới lấy nhau. Cái mình sống với nhau đâu có phải chỉ vì với cái giọt máu đấy đâu em.
đúng không? Em cũng có nói cho chồng em nghe, nhưng mà anh cảm thấy anh buồn tại thật quá cũng tin nhiều em. Ừ, anh ấy buồn vậy. Anh ấy buồn chứng tỏ là anh ấy không có tin tưởng mình, có đúng không? Rất nhiều người, rất nhiều người, thậm chí là người ta có một cái phút nào đấy người ta đã có quan hệ tình dục với người khác, không phải là với cái người chồng bây giờ, mà người chồng người ta còn có thể vượt qua được những cái đấy, và người ta thực sự người ta sống, người ta rất có hạnh phúc. Đấy là mình sống với người ta như thế nào, đạo đức của mình ra làm sao, rồi mình thể hiện trong cuộc sống đối nội đối ngoại như thế nào, tất cả những cái đấy mới quan trọng, chứ vài giọt máu đâu có quan trọng gì đâu. Còn nếu nhá, thực sự chồng em mà là người quá coi trọng mấy cái giọt máu đấy ý, thì nó khác đấy, đúng là nó khác, và mình phải xem lại em ạ. Nếu như chồng em là cái tuýp người mà người ta quá coi trọng cái việc đấy, và người ta chỉ vì mấy cái giọt máu đấy mà người ta không tôn trọng mình, rồi người ta nghi ngờ mình, và người ta làm cho cái cuộc hôn nhân đấy nó trở thành thảm họa, thì có lẽ là mình cũng phải sẵn sàng đối mặt với những cái điều đấy nhá. Còn cái nguyên nhân mà không có máu thì em biết rồi còn gì nữa. Vâng, tôi hy vọng là bạn sẽ phân tích để cho chồng hiểu, và từ đó thì cuộc sống vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn, không còn nghi ngờ gì nhau nữa. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo, em chào anh ạ. Vâng. Câu hỏi của em về tình yêu ạ. Vâng, đó là gì vậy? Cho em hỏi là em với bạn gái em yêu nhau được 4 tháng anh ạ. Vâng. Thì em với bạn gái em thực sự là đến với nhau, hai người rất là yêu nhau, nhưng mà vì lý do làm sao mà em muốn hỏi là về bên gia đình nhà cô đấy ạ. Tức là mẹ cô đấy khi em lên nhà được một lần nhưng mẹ cô đấy không đồng ý ạ. Mà bây giờ bọn em cũng đang bối rối về cái câu chuyện đấy, mà cũng không biết là giải thoát như thế nào nữa anh ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em là 32 ạ. 32 tuổi mà bây giờ mới yêu được mấy tháng? Em mới gặp bạn gái em được 4 tháng ạ. Thế trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em giờ thực sự anh là lúc cái giai khoảng tầm 18 năm mà em cũng có yêu một người con gái, thì từ đấy hai đứa em không đến được với nhau, thì em lại cứ mải mê về công việc, thì em lại cũng không có thời gian và để ý đến một mối tình nào nữa. À, thế và 8 năm nay chả thèm quan tâm đến ai đúng không? Vâng, bởi vì là em còn công việc nhiều quá cho nên là không để ý đến được. Cũng may mà đột ngột lại tự nhiên quan tâm người khác, chứ mà lại còn bẵng đi thêm 8 năm nữa thì chắc là lúc ấy xế chiều rồi. Thế và lần đầu tiên đến nhà cô ý thì gia đình cô ý không đồng ý vì lý do tại sao? Cái đấy thì em cũng không hiểu được nữa, tại vì là em thì là một người thanh niên rất bình thường, mà em đi ra ngoài cũng nhiều, mà sao em cũng, tức là các cụ ấy thì em cũng rất là dễ dần và dễ làm quen và tiếp xúc cùng, mà tại làm sao lý do đến bây giờ mà em lại không gần gũi được với người mẹ của cô đấy ạ. À, thế là với người mẹ của cô ấy thôi gì? Cô gái năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Bạn gái em năm nay 18 ạ. À, 18 tuổi mà bạn 32 tuổi, tức là lệch nhau đến tận 14 tuổi đúng không? Vâng ạ. Cũng là một cái tuổi, cũng là cái khoảng cách rất là lớn đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Ừ, chào em, mà tức là mới lên nhà cô được một lần và cảm thấy bà mẹ khó gần. Vâng, tức là cả cô đấy cũng nói với em, tức là mấy lần thì em cũng gọi điện hỏi cô đấy là ý... anh về trên đấy thì ý kiến ý mẹ gia đình trên đấy như thế nào, thì cô đấy chỉ nói với em rằng là em cũng hỏi với mẹ, em cũng bảo với mẹ là giới thiệu với anh, nhưng mà mẹ chỉ nói một câu là không biết, bây giờ mày thì ở trên này mà nó thì ở xa như vậy thì không biết là về nó như thế nào. Thì sau này mày lấy về nó thì thế nào, thế thì bây giờ anh em cũng chỉ nói với cô đấy rằng là thì bây giờ ví dụ muốn biết về gia đình anh thì chỉ có một cách tốt nhất là em chỉ có về tận nhà anh, về thăm nhà anh thì em mới biết cuộc sống hiện tại của anh bây giờ nó như thế nào. Chứ bây giờ thì nếu mà mẹ em nói như vậy thì cũng có những cái không hoàn toàn là đúng hết. Thế này nhá, anh nói thật này, lý luận ít thôi, phân tích ít thôi. Mới có một lần đi lại mà đã nghĩ rằng là người ta cứ phải vồ lấy mình thì không bao giờ mà có được đâu em ạ. Nó phải khổ ải vất vả gian truân. Em phải xác định cái vụ mà xây dựng mối quan hệ yêu đương và lấy vợ này như một thứ công việc nghiêm túc, không kém gì các công trình xây dựng của em. Mà các công trình thì còn có rất nhiều đồng nghiệp mà hỗ trợ, chứ còn cái món này thì không ai giúp đỡ được. Cho nên là phải hết sức là nghiêm túc. Một cô gái 18 tuổi, nếu mà mẹ cô ấy có chăng độ 40 à? Mẹ cô đấy năm nay ngoài 50 rồi ạ. À thế à, tưởng mẹ cô độ 37-40 mà em lại 32 rồi. Mẹ cô lại thấy là mình cũng không hơn cậu ấy mấy rồi hai mẹ con lại ngấm nguyết nhau cũng chết. Có trường hợp như thế đấy. Tức là cô gái thì trẻ này, yêu một bạn trai thì lại chênh là rất nhiều tuổi, mà đến nhà mới vỡ lẽ ra là cái cậu này cũng chỉ kém mẹ có mình ít thôi, thành ra cứ trông chênh. Với mẹ thì hơi trẻ mà với con thì lại hơi già, thành ra nó cũng khó. Nhưng mà hơn 50 thì chắc cũng không đến nỗi gì đúng không? Vâng ạ.
duy trì mối quan hệ với cô ấy thời gian nữa, tăng cường cái sự đi lại, đừng để ý đến chuyện người ta thích mình hay không, đừng bao giờ đặt vấn đề là người ta phải thích mình ngay. Mình chưa là cái gì này, người ta lại là gia đình nhà gái, người ta đôi khi có thích rồi người ta cũng phải giữ giá, người ta cũng phải tỏ ra là chưa thế nọ chưa thế kia. Vấn đề chênh lệch tuổi tác giữa em và cô ấy mười mấy tuổi cũng là một vấn đề để người ta lăn tăn suy nghĩ. Rồi cái chuyện em là cái người xông pha chiến trường đây đó, chinh chiến cũng là một thứ người ta nghĩ rằng chắc cái anh này 32 tuổi chắc cũng kinh lắm rồi. Người ta đâu có biết là mình cách đây 8 năm có một mối tình rồi mãi làm ăn rồi quên đi. Người ta nghĩ rằng biết đâu cũng xông pha trận mạc lắm. Và bây giờ con người ta còn non nớt như bông hoa vừa nở. Cái thằng cu này là cái thằng mà chinh chiến như thế rồi nó phá đời con mình. Thế cho nên là đi lại nhiều để người ta hiểu mình thêm, cho người ta cơ hội. Và đừng đòi hỏi người ta phải yêu quý ngay, mến ngay. Và trong trường hợp này thì em nên thông qua cô gái tìm hiểu thêm về tâm lý của bố mẹ nhé. Bà đã nghe rõ những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng bạn hy vọng bạn sẽ gặp nhiều may mắn nhé. Xin chào bạn. Và dành một cái khoảng thời gian nhất định để chăm lo cái cuộc sống hạnh phúc của mình. Xin chào bạn nhé. Hello. Vâng, chào bạn. Em chào anh ạ. Câu hỏi của em là em và cô ấy quen nhau được 6 tháng rồi. Em hỏi là lúc thì cô ấy bảo lúc chờ đợi lúc thì bảo em là em trai. Vâng. Bây giờ thì bố mẹ cô ấy cứ muốn em ra nhà cô ấy chơi. À thế à? Vâng. Tức là bố mẹ cô ấy thì có vẻ rất là ưng ý chàng rể tương lai này rồi đúng không? Vâng. Thế nhưng mà cô ấy thì cứ lần nữa mãi, mà lúc thì bảo chờ đợi, lúc thì bảo thôi để làm anh trai thôi. Bạn thì không mong muốn làm anh trai rồi đúng không? Mà mong muốn làm người yêu cơ đúng không? Vâng. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 21 này. À thế à, còn cô ấy? Cô ấy còn trẻ hơn em 4 tuổi. 4 tuổi tức là cô ấy mới có 17 tuổi thôi à? Vâng. À, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Ôi chào em. Em chào anh ạ. Ừ, cô ấy còn đi học hay là đi làm? Cô ấy đi làm ạ. Nhà có ở gần nhau lắm không? Nói chung thì mà đi xe máy thì cách nhau khoảng 15 phút anh ạ. À thế hả? Em cũng đi lại nhà cô nhiều rồi cho nên là bố mẹ mới quý chứ đúng không? Vâng, ngay cả lần đầu tiên em ra bố mẹ cô ấy đã quý rồi anh ạ. Chắc trông đẹp trai, cao giáo. Không phải đẹp trai cho lắm nhưng mà cũng bình thường này. Ừ. Em có một cái thuận lợi chính là bố mẹ đã quý, đã tạo điều kiện. Lần mà em đến chơi thì cô ấy vui vẻ đúng không? Lúc trước vui vẻ, bây giờ này em ra mặt cứ thấy em thấy mặt ảnh trịch buồn rầu. Đến chơi cô ấy vui vẻ này, rồi gia đình người ta niềm nở tiếp đón này. Như vậy là được thắng lợi tới 50% rồi. Còn cái nốt 50% nữa em phải gắng tích cực lên. Một cô gái trẻ mới có 17 tuổi, em đừng có quá hy vọng rằng cô ấy bảo ôi trời ơi vâng ạ, em thích quá em đồng ý. Cô ấy lúc thì đi chơi con gái có cái kiểu nói thôi em chỉ thích làm anh trai thôi, ứ thèm yêu anh chẳng hạn. Thì cái ứ thèm ấy có khi lại là cái thèm ấy. Thế hoặc là em phải xem cái thái độ. Dù nói là chỉ thích làm anh trai, không muốn làm người yêu, nhưng mà rủ đi chơi cũng đi, mua quà gì cũng tặng, nắm tay cũng đồng ý, thơm má cũng không nói gì chẳng hạn. Thì mình cứ tự nhiên. Vâng. Đừng có đợi một cái câu trả lời hoàn toàn chính xác. Bây giờ thế này, em tăng cường cái sự đi lại hơn nữa lên. Bởi vì gia đình người ta đã mong muốn này. Thế rồi là mình cũng đi lại tận 6 tháng rồi. Thế thì mình cứ đặt cô vào những cái tình huống mà cô ấy rất là khó từ chối. Chẳng hạn bữa nào đó em nói rằng là thôi em có thể là em muốn làm anh trai rồi muốn anh kết nghĩa gì cũng được. Nhưng mà tuần tới anh định đưa bố mẹ anh sang nói chuyện với bố mẹ em nói về chuyện của chúng mình đấy. Có khi lại im chả dám nói gì chứ. Vâng, nhưng mà bây giờ em cứ nhắn tin hay gọi thì cô ấy đều không nhắn lại với anh, không nghe máy về. Chả biết là sao rồi. Em ơi, yêu nhau 6 tháng chắc em chả làm một cái gì đấy để mà gây ấn tượng. Cứ lằng nhằng đến ngồi chơi chán lại ra đứng đầu đường xong lại về. Thế thấy rằng là thôi lần này chắc là nhắn tin chỉ hỏi mấy câu vớ vẩn như mọi khi ấy. Nó không có gì hấp dẫn. Thế làm sao để mỗi một lần em nhắn tin, mỗi lần gọi điện có những chuyện gì nó thú vị mà nó phải khác trước ấy. Thì người ta mới hồi hộp, người ta mới đón chờ. Thế còn thì cũ mềm chán lắm rồi thì chưa nghe người ta đã biết là sẽ nói gì. Lần nào gọi cũng hỏi ăn cơm chưa, ăn rồi à, ừ thế uống nước chưa, uống rồi à. Thì lần sau thì chắc người ta cũng đoán chỉ có thế thôi, nghe làm gì nhá. Trong cái tình yêu này mà mình chinh phục tình yêu ấy, luôn luôn phải có những cái mới lạ, mới hấp dẫn. Mình cũng thế thôi, lần nào đến cũng thấy cô mặc cái áo ấy, cái quần ấy, nói một câu ấy, mình có chán không, đúng không?
Thế thì phải đổi mới các cái hình thức, rồi cách thức tiếp cận, rồi cách trò chuyện để mà làm cho nó sinh động lên. Một cô gái 17 tuổi ấy, đang khao khát những điều mới lạ nhá. Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Chúc bạn luôn luôn gặp nhiều may mắn trong tình yêu nhé. Xin chào bạn. Vâng, vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Vâng. Dạ, anh chào anh ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em và người yêu em có yêu nhau đã khoảng một năm rồi đó. Cô ấy đó tạo niềm tin, muốn cho em tạo niềm tin khi gia đình em tới. Nhưng mà gia đình em thì không chịu cô ấy mà không tới thì về nhà chương trình cho em là phiên. Gia đình bạn lại không chịu cô ấy là lý do tại sao? Do cô ấy là nghề nghiệp rồi, nhà cô ấy thì không khá giả bằng gia đình em gì. À thế à? À, hai bên gia đình thì có ở gần nhau không? Dạ, cách nhau khoảng chỉ mười mấy 20 cây số thôi. À thế à? Ờ, năm nay cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay cô ta 18 tuổi. Thì cũng chưa thể là có cái nghề nghiệp ổn định được đúng không? Thế nhưng mà gia đình bạn thì lại chê gia đình cô ta về phần kinh tế thì không khá giả bằng gia đình bạn đúng không? Thứ hai nữa là chưa có nghề chứ không phải không có nghề đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, chào em. Dạ, anh chào là. Ừ, cô thì 18, còn em thì mười mấy? Dạ, em 20 rồi. À, 20 rồi à? Thế thì em thì có nghề nghiệp gì chưa, có công ăn việc làm gì chưa hay vẫn còn đi học? Em có công việc làm rồi anh ạ. Em có việc làm rồi đúng không? Ờ, yêu được hơn một năm rồi. Dạ. Dự đoán tương lai là liệu cô có xin được cái việc gì để làm hay vẫn cứ ở nhà như thế? Thì theo em thì nói thì cô ấy giận ở nhà thôi anh. Của gia đình em chỉ cần cũng như em yêu người ta thì em cũng cần người ta chỉ của gia đình thôi, nhà cửa thôi. Ừ. Thật ra thì bố mẹ cũng không phải là quá đáng khi mà chưa đồng ý, chứ không phải là ngăn cản quyết liệt đâu. Cái mối quan hệ của em với cô ấy, thứ nhất là một cô gái còn rất là trẻ, 18 tuổi này. Thế mà một người mà 18 tuổi không có công ăn việc làm gì, chỉ ở nhà, rõ ràng cái sự hiểu biết, cái sự giao tiếp xã hội nó rất là hạn chế. Thì một cái người như thế sau này sẽ làm vợ làm sao, làm dâu gia đình mình như thế nào? Chẳng lẽ cứ trông cậy vào mỗi cái sự đi làm của người chồng? Cuộc sống hiện đại khuyến khích cả người vợ lẫn người chồng cùng tham gia đi làm để cùng xây dựng cuộc sống gia đình. Bất cứ một người nào phụ thuộc thì cũng đều là không hay. Lúc khi mình còn đang yêu thì mình nghĩ rằng không cần, chỉ cần cô xinh xinh đẹp đẹp ngoan ngoan, ngồi ở nhà mình đi làm, mình kiếm tiền, mình nuôi cô, nuôi cô ấy và sau này cô ấy sinh con. Tuy nhiên thì thực tế cuộc sống cho thấy rằng là không đơn giản như thế đâu. Thế cho nên là anh nghĩ thế này, để thuyết phục gia đình thì không phải là ngồi đấy mà cứ hết ngày này sang ngày khác mà nằn nì nhì nghèo là ba ai ba đồng ý đi, má ai má đồng ý đi đúng không? Mà mình biết rằng cái điểm yếu chính mà gia đình không đồng ý chính là cô ấy chưa có gì. Thế thì trong giai đoạn này em và cô ấy cứ duy trì mối quan hệ yêu đương và cũng có thể là cùng với cô ấy hỗ trợ cô ấy hay tư vấn cho cô ấy xin một cái nghề nghiệp nào đó để làm ở trước mắt. Cha mẹ em quyết định rồi, thay đổi không được. Dạ, em rất là buồn vậy đó. Em ơi, chưa phải là muộn để mà mình có thể tự quyết được. Ba mẹ quyết định cái gì? Chẳng lẽ mai ba mẹ bắt em cưới một cái cô mà em chưa biết hay sao? Đúng rồi, cha mẹ em cũng tính vậy đó. Trời ơi, thế hả? Bây giờ chúng con lớn rồi mà thanh niên rồi. Đến con gái người ta cũng còn khó chấp nhận cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, huống chi như mình là con trai, đúng không? Nếu như bây giờ mình muốn cho cha mẹ mình qua cái lời nào để khuyên cho cha mẹ mình qua tới nhà cô ấy không anh? Làm sao em? Như cái lời nào mình nói cho cha mẹ để cho cha mẹ đồng ý qua tới nhà cô ấy á. Là nhà cái cô mà em đang yêu, đang thích mà ba mẹ không đồng ý đấy á? Dạ. Anh nói rằng không phải lúc này. Người ta đang rất là cự nữ về chuyện là người ta đang muốn gán mình với một cô khác, đồng thời cô kia lại vừa nhà xa, lại vừa ít tuổi, lại vừa có không có công ăn việc làm. Thế thì mình phải có thời gian để mà mình củng cố lực lượng, mình phải giải quyết được những vấn đề mà mấu chốt là gia đình không đồng ý chính là công ăn việc làm nhá. Yeah. Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình đâu ạ? Em đây ạ. Vâng. Anh ơi, năm nay em đã 30 tuổi rồi, em kết hôn thì được 6 năm nay rồi ạ. Thế à? Em có một cháu nhỏ 6 tuổi rồi, bây giờ vợ chồng em đang chuẩn bị ly hôn.
Vâng. Nhưng mà em cũng cảm thấy thương con em lắm, chẳng làm thế nào, nhưng mà chồng em suốt ngày thì đánh đập em rất là nhiều. Vâng. Hay cờ bạc nữa, mang em mua được xe nào thì mang đi bán hết. Lương hàng tháng mới về anh chả đưa được cho em đồng nào. Tức là bạn rất là đau khổ trước cái quyết định này đúng không? Vâng. Và bây giờ hình như là các bạn chỉ đợi tòa ra quyết định thôi đúng không? Và bạn đã gửi đơn đi rồi đúng không? Em đã gửi rồi. Bây giờ thì bạn muốn điều gì ở chúng tôi? Bây giờ thì em muốn chuyên gia tư vấn cho em về. Em chả biết là em bảo là nếu mà em gửi đơn đi rồi, nếu mà anh ấy có thay đổi gì thì lại quay lại. Nhưng mà bây giờ em nghĩ là chả biết nên quay lại hay là nên không nữa. Cái hiện tượng mà bạn nói là anh ta thường xuyên đánh đập bạn và thường xuyên cờ bạc và đem đồ của gia đình đi bán ấy, thì nó xảy ra cách đây bao lâu rồi? Cách đây hơn 4 năm rồi. À, tức là sau khi cưới 2 năm thì đã có hiện tượng đó xảy ra. Và bạn là người phụ nữ đã phải chịu đựng cái hiện tượng này 4 năm nay. Anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ cùng với bạn nhé. Vâng ạ. Hai vợ chồng ở riêng à? Có ở với ông bà thế với gia đình không? Không ạ, hai vợ chồng là em ở riêng anh ạ. Ông ấy cũng là cán bộ. Cán bộ nhà nước, em thì bên làm bên giáo viên. Ừ, chắc chắn những 4 năm nay em cũng đã làm nhiều cách rồi, chứ không phải chịu ngồi đấy để mà đau khổ thế này thế khác đúng không? Và khi mình đã đặt tay để viết cái lá đơn ly hôn, nghĩa là cũng cân lên nhắc xuống rất nhiều. Bởi vì mình cũng cô giáo mà, bao giờ cũng thế, học sinh không phải hư một cái là đuổi học ngay, cũng phải có đủ các biện pháp, cứng có, mềm có. Nhưng chắc là không hy vọng ở cái sự thay đổi của anh ấy, có đúng không? Cảm thấy đau khổ lắm, bao nhiêu lần đuổi em ra khỏi nhà giữa đêm rồi. Hôm sau em quay về lại lấy hết tiền của em trong ví, không còn đồng nào. Người ta lấy chồng mong muốn là có một cái người để chia sẻ vui buồn này, là chỗ dựa về mặt tinh thần cũng như là tài chính này, cùng kết hợp với nhau để mà nuôi dạy con cái này, tạo dựng một cái gia đình. Thế thì khi mà tất cả những cái mục đích ấy không đạt được thì mình thử nghĩ xem có nên tồn tại cái đó hay không. Đôi khi mình cứ lo những cái ở rất xa là thương con này, sợ rằng con nó không có bố vân vân, rồi nó sẽ hư, nó sẽ thế nọ thế kia. Nhưng mình cứ nhìn xung quanh mà xem, không có với việc có mà chẳng ra làm sao cả, thậm chí còn hành hạ, còn là tấm gương mờ, thì đôi khi không có lại còn tốt hơn. Em thấy khổ lắm, con nhà em nó mới 6 tuổi thôi, nó bảo là bố ơi bố đừng bảo cho gia đình như thế nữa. Em cảm thấy em khổ lắm, mau biết hết mà. Phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều đến luật phòng chống bạo lực gia đình, rồi nói đến rất nhiều, đến đứa trẻ con 6 tuổi nó cũng biết rằng như vậy đang là bạo lực gia đình. Mà một người cán bộ như anh ấy lại không nhận thức thì phải nói rằng là hy vọng thay đổi là không dễ dàng gì. Bây giờ mình phải tự lựa chọn, nhưng đừng có cấn cá quá. Con người ta chỉ có một cuộc đời và cũng chỉ có một vài chục năm để mà mình vui sống. Ngoài cái chuyện gia đình, mình còn yên tâm để mà làm chọn cái nhiệm vụ mà xã hội giao cho mình, hoàn thành cái nghề nghiệp. Nếu như mình cứ đau khổ, mình bức xúc, rồi đến lúc mình đau đầu, rồi mình trầm cảm, rồi mình ảnh hưởng đến công việc làm mà, thì rồi đấy cũng là một cái mà làm cho mất cả chỗ dựa cho con cái nữa. Thế thì những cái gì mà mình quản lý chặt được hãy cố gắng quản lý. Về mặt tài chính, tiền bạc, xe cộ, biết là người chồng thiếu trách nhiệm tới mức mà sẵn sàng có thể bán bất cứ thứ gì, hay là lột ví của vợ ra lấy đến đồng xu cuối cùng, không cần biết là con sẽ ăn gì, thì mình có của mình phải giữ. Thôi thì trong hoàn cảnh ấy, có thể xe cộ phải để ở hàng xóm hay bên bà ngoại hay để ở nhà trường, tiền bạc thì không phải lúc nào cũng để ở trong túi, trong ví nhiều để mà thế này thế khác. Mình phải bảo toàn cái đảm bảo đảm cái sự gọi là an toàn cho bản thân mình và đứa con. Vâng. Thế và vâng. Hãy nghĩ kỹ đi. Bao nhiêu lần đánh em rồi, em đi lên trường mặt mũi sưng hết, chẳng còn gì học sinh theo thành phố bị làm sao em ạ. Tai nạn xe máy là sao đó các em ạ? Mà bảo là sao cô tai nạn xe máy lại sưng mũi mặt. Em giống rất nhiều người phụ nữ khác khi bị chồng bạo lực, bị đánh đập thâm tím quai hàm, cứ bỏ cành cây rơi từ trên đầu rơi xuống. Làm gì có cành cây nào mà nó đi vòng một cái này chui vào hàm mình, nó vập đúng không? Thế nhưng mà đấy, cái đấy không phải là im lặng rồi né tránh, không phải là tốt.
Không ai sinh ra để mà có thể chấp nhận một cái cuộc đời bạo lực như thế. Bạo lực với người ngoài cũng đã còn khó chấp nhận, huống chi với những người mà gọi là còn hơn cả ruột thịt, trời xe duyên gắn kết. Em nấu cơm ăn xong rồi, anh ấy ăn một mình, đóng cửa hai mẹ con em ngồi ngoài. Em bảo không thương em thì thôi thương lấy con, đằng này trả cho vào. Thế mà em vẫn còn tiếc cái người bố cho con đúng không? Vẫn tiếc một cái người mà có thể sẵn sàng ngồi nuốt cơm mà để cho vợ con nhịn đói mà vẫn nuốt được. Thật sự ra là không phải chỉ là thiếu cái trách nhiệm nữa mà còn thiếu cả tình người, thiếu cả nhân cách. Đến một người bình thường, người ta thấy đứa trẻ nó nhìn hao háo ăn, có khi người ta cũng còn chia sẻ, huống chi một người cha như vậy. Nghĩ lại đi, cái mà mình đang tiếc liệu có đáng để tiếc hay không? Chia tay nào cũng là buồn, nhưng có những cái buồn là sự giải thoát. Cái buồn ấy nó chỉ ít ngày thôi, nhưng rồi sau cơn bão qua đi, bình yên trở lại, mình sẽ gây dựng một cái mới. Mà nếu không có mới thì mình cũng thoát được những cái vòng mà bị bạo lực. Vâng, tôi hy vọng là những cái lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn sẽ giúp bạn đưa ra cái quyết định sáng suốt nhất. Và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được cái khó khăn lúc này. Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Alo, xin chào thính giả của điện từ Thái Nguyên ạ. Vâng ạ. Vâng, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em muốn hỏi về bệnh, cái bệnh nó ở âm đạo ấy, ở bên ngoài thì nó đau rát, nhưng bên trong thì nó không sao, nhưng mà từ lúc bị đau như thế, em lại thấy nó nóng, người nó mẩn hết ra, nó lại bị đi đái, đái rát, đái buốt ấy ạ. Vâng. Xong rồi trong cái thời gian đấy thì mỗi khi mình đi vệ sinh nhẹ thì mỗi khi em thấm bằng giấy thì nó lại cứ như là ra kiểu mủ với lại máu nhỏ nhỏ ấy chị. Vâng. Vâng, thì em muốn hỏi bác sĩ xem nào bệnh đấy là bệnh gì ạ? Vâng, thời gian gần đây thì chị cảm thấy ngứa rát âm đạo có kèm theo đái bút, đái rắt và cũng ngứa ngáy cả người đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chúng tôi hôm nay ở trong phòng thư đã lắng nghe câu chuyện của chị. Và xin mời bác sĩ sẽ tư vấn nhé, xin mời ạ. Vâng ạ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Cái hiện tượng mà em thấy đau rát rồi là ngứa rồi mẩn đỏ vân vân là xuất hiện lâu chưa em? Em bị cách đây khoảng hơn một tuần rồi chị ạ. Hơn một tuần, thế đã đi khám ở đâu chưa? Em thì cái bệnh này thật ra với chị là nó tế nhị lắm, nên là em ngại lắm, em không đi. Thế à? Nhưng mà em ngại em không đi thì hôm trước thì em có mua thuốc để uống, nhưng em hỏi thì bác sĩ cũng không nói đấy là bệnh gì. Chỉ cho em uống thuốc thôi, mà cho uống thuốc cũng bình thường thì em uống thuốc, cái thuốc gì đấy mình có bệnh gì thì người ta chỉ, bác sĩ chỉ cho uống 3 đến 5 ngày thôi. Thực ra với chị này em lại không trực tiếp em đi lấy thuốc. Chồng em thì em về em bảo như thế thì em bảo là chắc anh có bệnh gì không, thì anh ấy bảo là anh chả có bệnh gì. Thế thì anh ấy, em bảo anh đi khám thì anh ấy bảo là để anh ấy đi lấy thuốc cho. Thế xong vâng, thế anh đi lấy thuốc thì anh cứ về anh đưa cho em uống, thì em chỉ uống có 3 ngày thôi. Nhưng mà anh ấy bảo là bác sĩ chỉ bảo uống 1 ngày là nó đã cảm thấy nó đỡ hẳn rồi cái thuốc này. Em uống 1 ngày thì đúng là nó cũng đỡ hẳn thật chị ạ. Nhưng mà em chỉ uống lên 3 ngày thôi, tại vì là nó nóng lắm, em không thể chịu được. Và em không uống mà có cả viên đặt nữa. Cái viên đặt thì nó lại to như cái đầu ngón tay út ấy đúng chị ạ. Rồi. Nó cứ như kiểu có chất dầu hay sao ấy, nó cứ em thấy nó cứ nhảy nhảy. Rồi. Vâng. Cái câu chuyện của em thì là em rất lo lắng bệnh tật, nhưng cái cách giải quyết của em thì nó chưa hợp lý lắm nhá. Thông thường là mình dùng thuốc gì thì phải dựa trên là bệnh của mình là bệnh gì. Em cũng là ngứa, là rát, là buốt khi đi tiểu, rồi là ra một tí dịch gì đấy nó có vẻ như mủ, như máu. Vậy thì đặt vấn đề ra là không biết đây là viêm âm hộ, âm đạo hay là viêm đường tiết niệu. Vâng. Nếu có viêm đường tiết niệu thì nó sẽ biểu hiện bằng đi tiểu buốt, tiểu rát nhá. Vâng. Nếu như mà em nói rằng là nó rát buốt ở phía bên ngoài ấy, thì thông thường phụ nữ người ta sẽ nói là ồ, cái phần phụ của mình nó có vấn đề, người ta nói né ra như thế. Thì em bảo là nó chỉ bị ở phía bên ngoài, tức là chỉ bị ở phần âm hộ thôi. Nhưng cái âm đạo là cái đường mà nối vào bên trong. Bên này em nói là bên trong nó không làm sao. Em không đi khám làm sao em biết được là nó không làm sao. Đúng không? Thực ra là em rất chi là lo lắng vào cái bệnh của mình. Rồi, thế thì bây giờ rất lo lắng. Thì để hết lo lắng nhá, bây giờ buộc phải đi khám.
Cái lý do của em như thế này này. Em nói tiểu buốt, tiểu rắt và nó ra một tí máu hồng hồng hay cái mù. Chị đang nghĩ đến một cái là viêm đường tiết niệu. Và em lại mô tả rằng là nó bị ở ngoài, phía ngoài, tức là bị âm hộ. Vậy có phải là viêm đường tiết niệu ngược dòng, tức là từ cái viêm ở bên ngoài và nó ngược, nó vào đường tiết niệu nhá. Thì phải điều trị kháng sinh thuộc về đường tiết niệu. Nhưng không biết có phải rằng là do cái ảnh hưởng của viêm âm hộ, âm đạo, tức là phía sâu hơn nữa của cái cơ quan sinh sản không? Thì để phân biệt như thế thì người ta phải khám, người ta phải làm xét nghiệm. Khi có xét nghiệm để người ta tìm đích xác là cái tác nhân gây bệnh nó là cái gì. Và lúc đấy người ta mới kê kháng sinh nó rất đúng. Tức là nó đặc hiệu luôn cho cái con vi khuẩn hoặc là virus hoặc là ký sinh trùng gì đó mà nó gây bệnh cho em. Chứ nếu mà em cứ ù ờ theo cái kiểu đi mua như này này thì nó sẽ có thể không khỏi bệnh mà nó lại gây ra các cái tác dụng phụ khác. Em mạnh dạn lên và đến đấy em sẽ thấy có thể những người cùng đi khám họ chia sẻ các cái vấn đề của phụ nữ nó cởi mở thôi mà. Nhá. Vậy hãy đi khám đi, không có cái cách nào nhanh hơn và hiệu quả hơn là em phải đi tìm ra bệnh em nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn yên tâm hơn một chút về sức khỏe của mình, cũng như là sẽ tự biết cách bảo vệ cho sức khỏe của mình. Xin được cảm ơn thính giả ở Thái Nguyên đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em bị mắc kẹt nhưng mà khi là 5-6 tháng nó có một lần. Dạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ em 37. 37 chắc là bạn cũng có gia đình rồi đúng không ạ? Dạ. Vâng. Nhưng mà em đi lên siêu âm mới bác sĩ bệnh viện á. Dạ. Cái bệnh viện hỏi bác sĩ hỏi em có con chưa? Em nói em có rồi. Cái bác sĩ hỏi như đi bao lâu mới có bệnh một lần vậy đó. Vâng. Nói làm 6 tháng bác sĩ nói ủa vậy cũng có con nữa sao? Vâng. Em có hỏi bác sĩ như vậy là bác sĩ chẳng nói em không có con hay gì. Vâng, mình cũng có một cái hiện tượng nó hơi khác nhiều phụ nữ khác đúng không ạ? Vâng, dạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình Cửa sổ tình yêu sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bạn lắng nghe. Chị chào em. Dạ em chào chị. Em ơi, thế cái nguyệt của em nó kẹt ấy là mới xuất hiện hay là từ trước? Dạ em hồi còn gái thì 5-6 tháng nó có một lần. Mà có vậy là cả tháng mới hết. Rồi. Từ em có chồng có con rồi vậy đó. Có 3 ngày. Có vẻ tốt hơn đúng không? Tốt hơn trước khi lấy chồng đúng không? Thế và bác sĩ họ ngạc nhiên ấy là ồ vậy mà cũng có con à, bởi vì những cái người mà kinh nguyệt mà thưa mới có ấy thì cái khả năng mà có thai thì nó chậm trễ hơn chứ không có nghĩa rằng là không thể có thai được không? Thế là mình may mắn rồi. Em có mấy cháu rồi? Em có 2. Có 2 cháu rồi. Bây giờ có chồng này, kinh nguyệt đã được cải thiện hơn rồi này. Nó không mắc kẹt nữa và cái số ngày nó ra là 3 ngày là nó cũng tốt hơn rồi. Trước là phải cả hàng tháng đúng không? Em có dùng cái gì bổ sung không? Dạ không. Không. Thế bây giờ em mong muốn hỏi gì chương trình? Dạ em hỏi gì đó nhưng mà sao mà nó ưa bị huyết trắng? Cái ưa bị huyết trắng là tức là cái khí hư ấy nó ra nó cứ trắng 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 như thế nào? Em tả đi. Nó trắng trong vậy đó. Nó trắng trong là bình thường mà. Nó có ra nhiều không? Dạ, có khi ra nhiều, có khi 5-10 bữa thì nó ra 2-3 ngày chứ nó hết. Rồi nó cũng lại thuận theo cái chu kỳ của nó thôi. Những cái lúc mà đến cái lúc mà rụng trứng ấy thường nó ra rất là nhiều và cái chuyện đấy là chuyện sinh lý. Nó có gây cho em ngứa hay rát hay khó chịu gì không? Nó có mùi gì không? Dạ có đợt, nó bị ngứa vậy đó, cái em mua thuốc uống, cái em đi thuốc hạt cái nó hết. Thế à, cứ tự đi ra quầy thuốc mua thuốc thôi. Dạ. Sao thế, phải đi khám một cái chứ. Thực ra là phụ nữ và nhất là 37 tuổi rồi, mình lại có những cái rối loạn như vậy. Thì mỗi lần mà thấy cái khí hư nó ra, nó gây ngứa hay bất thường gì đó, thì nên đi khám.
tranh thủ đi khám, đúng không? Xong rồi đi khám có khi lại tư vấn thêm cái chuyện mà kinh nguyệt nó kẹt 3-4 tháng mới thấy một lần ấy. Vậy thì đối diện với cái chuyện là ra cái chất nhầy, xong tự mua thuốc, xong uống thì là nó hết. Sau đấy cái khí hư ấy mà nó ra mà nó gây ngứa, nó có lại quay trở lại không? Dạ không, em mua thuốc một lần như là hết luôn ạ. Ừ, thế là hy vọng rằng là may quá đúng thuốc rồi, đúng không? Thế còn cái chuyện mà kinh nguyệt 3-4 tháng mới lấy thấy một lần ấy, thì rõ ràng mình là cái người mà cái kinh nguyệt nó không đều. Tuy nhiên khi lấy vòng thì nó đã có cải thiện hơn rồi. Có hai giải pháp. Một là cứ để cho nó thuận theo tự nhiên, nó sẽ tốt dần lên, tốt dần lên, đúng không ạ? Hai là em mong muốn rằng là nó phải cứ một tháng một lần, một tháng một lần, thì em có thể uống thêm những cái cao, những cái thuốc mà nó hỗ trợ như là cao ích mẫu ấy. Thế thì nó cũng có tác dụng là hỗ trợ cho cái chu kỳ kinh nguyệt nó đều đặn. Nếu như mình không định mang thai hoặc là có con lần thứ ba ấy, thì trong trường hợp của em muốn chu kỳ kinh nguyệt đều đều, thì em cũng có thể dùng cái viên thuốc tránh thai hàng ngày ấy. Nó bổ sung thêm nội tiết và nó cũng có một cái tác dụng là nó làm điều hòa cái chu kỳ kinh nguyệt của mình nhá, nếu như em muốn. Ừ. Thế còn nếu không thì em cứ ngừa thai như là em đã có kinh nghiệm và uống thêm các cái thuốc như là cao ích mẫu mà chị vừa giới thiệu ấy, thì hy vọng là kinh nguyệt của mình nó cũng sẽ có cải thiện hơn. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ Thanh Hóa. Alo. Em chào chị ạ. Xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì ạ? Em có một người bạn gái ấy, chị. Vâng. Em với cô ấy đã yêu nhau hơn 2 tháng rồi. Mà em đã trót quan hệ tình dục với họ. Họ thấy người đó bảo với em là em đã cố rồi. Mà họ đó đòi xây dựng gia đình với em ấy chị. Vâng. Em bảo với người đó là em chưa đủ can đảm rồi. Với lại gia đình em thì bảo gia đình người ấy thì giàu có, mà bố mẹ em lại sợ là người đời nghĩ là cái đồng tiền nó mua chuộc đấy chị. Vâng. Vì thế cho nên là em bảo cũng không biết làm sao cả, cho nên là em đứng ở giữa thì cái tư tưởng và cái tâm lý của em không được thoải mái chút nào cả. Vâng. Cho nên là em muốn được chị cho em một ý kiến để em cũng trải trong cuộc sống được không chị? Vâng, bạn đang rất là bối rối, chưa biết là sẽ lựa chọn con đường đi của mình như thế nào trong vấn đề tình cảm rồi trong cuộc sống. Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi của chương trình sẽ chia sẻ với bạn ạ. Xin mời chị. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Em con nói là bạn gái em bảo là đã có rồi, chị hiểu ở đây là có thai đúng không? Dạ vâng. Bạn gái em nói với em lâu chưa? Dạ, cũng cách đây cũng 2 tuần rồi chị ạ. À, cách đây được 2 tuần rồi đúng không? Dạ. Thế các em quan hệ với nhau thì cách đây lâu chưa ạ em? Dạ, em cũng khoảng 2 tháng gì đấy chị ạ. À, tức là quan hệ cách đây 2 tháng rồi. Vâng, 2 tháng, hơn 2 tháng gì đấy. Em cũng không nhớ được. Rồi, rồi. Thế từ hôm mà em và bạn gái em nói chuyện đến bây giờ đấy thì hai người có tiếp tục nói chuyện với nhau về vấn đề này không? Dạ, cũng ít thôi chị ạ. Vì em là cuộc sống của em thì vất vả, khó khăn cho nên em phải đi làm xa nhà, xa người đó. Thật sự là chị phải hỏi đến những cái yếu tố về thời gian, xem là các em quan hệ với nhau lâu chưa này rồi vân vân. Là bởi vì cái thai thì nó không chờ đợi mà nó cứ phát triển, có đúng không nào? Vào cái lúc em định quan hệ với cô thì là em nghĩ là em sẽ lấy cô chứ gì? Dạ vâng ạ. Thế tức là em đã yêu cô ấy thật lòng này và em cũng nghĩ là em sẽ lấy cô đấy, phải không? Dạ, và vâng. Cô ấy cũng nghĩ là hai đứa đã yêu nhau thật lòng rồi và sẽ lấy nhau, cho nên là có quan hệ với nhau, phải không? Dạ. Lúc đó em nghĩ là cô ấy đã yêu em thật sự và em cũng vậy, cũng thì yêu nhau cô thật sự rồi. Từ lúc ấy cho đến bây giờ thì còn yêu nhau thực sự không? Dạ còn yêu nhau thật sự gì ạ? À thế gì, tức là đến bây giờ vẫn còn yêu nhau thực sự gì? Dạ vâng. Thế thì cái này nó sẽ chỉ là ở chỗ là cưới trước hay là sau thôi, bởi vì là các em vẫn yêu nhau thực sự mà. Đấy, cái điều quan trọng là mình phải nhìn lại cái tình cảm của mình xem nó là như thế nào. Nếu vẫn yêu nhau thực sự thì sẽ lại phải ngồi lại để bàn với nhau. Bây giờ nó sẽ là vấn đề gia đình nhá. Vấn đề gia đình thì ở đây là cha mẹ em có một cái ngại là vì một bên thì cô thì giàu mà nhà mình thì nghèo.
Đây cũng là một cái tâm lý mà thường có ở ở một số gia đình đấy. À, đặc biệt là gia đình bên nam thì cũng hay nghĩ là ở biết đâu đấy thì rồi đến khi cô thì giàu như thế cô về nhà mình nó có thích hợp được không? Thế hay là liệu có mang tiếng là con trai mình là gọi là ngày xưa người ta hay dùng một cái từ gọi là đào mỏ ấy phải không? Nhưng mà thế này em ạ, tất cả những cái đó nó chỉ là những cái suy nghĩ khi mà nó không có một cái tình yêu thực sự thôi em ạ. Còn nếu đã có một tình yêu thực sự thì tình yêu sẽ là một cái mà nó chứng minh rõ ràng nhất cái chuyện người ta đến với nhau là nó có thật sự là nghiêm túc là đứng đắn hay không, hay là nó có phải vì một cái sự lợi dụng hay là cái gì đó không. Có thể là em sẽ suy nghĩ một cách là thật thấu đáo đi và trao đổi với cha mẹ để vượt qua những cái mặc cảm về vấn đề này. Nhưng phải xem xét thật sự là cô gái có thật yêu mình không, gia đình nhà cô ấy quan niệm về gia đình nhà mình như thế nào, họ có sẵn sàng đón nhận mình không. Nếu tất cả những cái điều đó mà nó ổn ấy mà, và trên cơ sở hai em yêu thương thực lòng, thì chị nghĩ là có lẽ sẽ tìm được một cái hướng đi nó ổn đấy. Thế nhá, chị chúc em là và người yêu em sẽ bàn bạc với nhau thật là kỹ lưỡng và nên kịp thời, nhanh chóng để có thể đưa ra được những cái quyết định mà nó phù hợp em ạ. Dạ. Chào em nhé. Dạ, em cảm ơn chị nha. Em chào chị ạ. Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì ạ? Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi. Trước kia là bọn em yêu nhau ấy chị. Vâng. Nhưng mà vì lý do gia đình không cho đến với nhau ấy. Vâng. Thì gia đình là ép mỗi người là xây dựng gia đình. Em cũng xây dựng gia đình và có phải xây dựng gia đình như thế. Bây giờ bọn em lại đi lại với nhau. Vâng. Quay lại với nhau kiểu nhiều, bọn em vẫn dành cho nhau nhiều á. Bây giờ thì em có đến viện hỏi đến chương trình là em làm như vậy là đúng hay sai, bây giờ bọn em phải đi lại với nhau thì và chương trình trên em là phải làm như thế nào. Vâng. Các bạn đều đã lập gia đình, tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều tình cảm với nhau và bây giờ thì lại qua lại với nhau đúng không ạ? Vâng. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nha. Xin mời chị. Em có nói là các em đã xây dựng gia đình rồi đúng không? Xây dựng gia đình lâu chưa em? Em xây dựng được 3 năm rồi. Cô ấy được 2 năm. 3 năm và cô cũng 2 năm rồi. Các bạn đã có em bé chưa? Bạn đã có chưa? Cô có chưa? Dạ, cô ấy thì có rồi, còn em thì chưa. À thế hả? Thì các bạn quay lại với nhau rồi là thân thiết thì lâu chưa? Dạ, mới được 4 năm tháng nay. À, mới được 4 năm tháng hả? Thực ra thì khi mà mình đã có một cái tình cảm với nhau rất là thắm thiết rồi, và lại không được gia đình chấp nhận, rồi mỗi người lại phải có một cái gia đình riêng, thì cũng không thể nói bảo là một cái gì đấy mà nó cắt một nhát là nó hết, nó không còn tình cảm, phải không? Em nhỉ? Chị nhớ ở trong Kiều cũng có một cái câu đó là tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, đúng không? Thì cái tình cảm nó chắc chắn là nó sẽ còn vương vấn. Thế nhưng mà từ cái tình cảm vương vấn như thế mà dẫn đến một cái ứng xử như thế nào thì nó lại đòi hỏi người ta cũng phải có những cái suy nghĩ, những cái nhiều khi phải có một cái ý chí nhất định. Em cứ nói là quay lại và thân thiết thì chị cũng rất muốn hỏi là cái thân thiết ấy nó như thế nào? Như là vợ chồng ấy chị. Tức là như là vợ chồng rồi. Những cái khi mà các em gặp nhau, những cái lúc mà các em có quan hệ như vậy thì lúc đó em bản thân em đấy thì em suy nghĩ như thế nào? Em có biết được cái suy nghĩ của người bạn, người yêu của em không? Em chỉ biết là cô ấy đang còn rất yêu em và em rất yêu cô ấy đấy chị ơi. Đang rất yêu cô ấy. Nhưng điều gì lại khiến em gọi điện đến chương trình? Là em gọi điện đến chương trình rồi. Chương trình tư vấn giúp em là bây giờ bọn em có nên đi đến với nhau hay không? Để đi đến thì có ảnh hưởng gì không? Chị thấy là em có nói là nhờ chương trình tư vấn xem có nên đi đến với nhau hay không. Thì cái điều này nếu mà đưa cái gọi là luật pháp ra đúng không, hay là đạo đức ra, thì chắc chắn là chương trình phải nói là không rồi đúng không?
Ừ, chị nghĩ rằng là ở đây có lẽ em và cả người yêu em nữa sẽ phải đánh giá xem là điều mình mong muốn là gì nhá. Đấy, hai em sẽ phải suy nghĩ, và có điều đầu tiên chính em sẽ phải suy nghĩ xem là mình muốn gì ở cái quan hệ này đây, và cái hệ quả mà cái mối quan hệ này nó để lại sẽ là gì em nhá. Đấy là cái mà điều chị có thể nói với em được, còn chị không thể nói với em ngay bây giờ, bởi vì nếu chỉ nói đơn giản là không thì cái điều đấy nó không đủ sức để các em sẽ không đâu. Chị biết chắc chắn là như thế, bởi vì các em biết điều này rất rõ rồi, phải không? Nếu dưới góc độ gọi là những cái tiêu chuẩn về mặt đạo lý cũng như những vấn đề về mặt pháp luật thì chị tin tưởng rằng các em rất biết. Thế nhưng mà có lẽ cái điều mà quan trọng nhất ở đây đấy, tức là chúng ta sẽ phải đánh giá xem là liệu rồi mối quan hệ này nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ đem lại những cái hệ quả gì cho mỗi người. Và em cũng lại phải xem xét lại cái cuộc hôn nhân của mình, xem là nó liệu nó có đứng trước một cái nguy cơ gì đó hay không. Em nói chị từ lúc đầu em nói là hôn nhân của em và của cô đấy bị gia đình ép buộc đúng không? Gia đình ép buộc. Rồi và em lấy có gia đình. Rồi chị cũng vâng. Nghe cái điều đấy, các em đã bị gia đình ép buộc, nhưng mà gia đình ép các em lấy và cuối cùng thì các em đã đồng ý với sự ép buộc đấy, có đúng không? Đấy, cái đấy là một cái điều rất quan trọng. Và cái người mà là vợ của em, cái người là chồng của cô kia, thì người ta đến với các em với một sự thành tâm, có phải không nào? Và cuối cùng thì các em do nghe gia đình thì các em đã đồng ý lấy người ta. Và vì vậy thì bây giờ sẽ phải xem lại xem là liệu mình và người ta có thể tiếp tục để cùng nhau đi đến cái hạnh phúc tương lai hay không, hay là các em thấy rằng là vì lúc bấy giờ các em bị ép buộc nhiều quá thì bây giờ em lại phải có một thái độ rất là rõ ràng. Và cũng có những cái trường hợp người ta sẽ lại phải nói lại với cái người vợ hay người chồng ấy là do hoàn cảnh mà người ta đã phải lấy, và mình phải chịu trách nhiệm về cái mà gọi là mình đã không có bản lĩnh, đã không thuyết phục được gia đình. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì chị nghĩ là chắc các em cũng chưa nói gì với vợ hay chồng của mình đúng không? Vâng vâng. Và như thế thì người ta là người mà phải chịu thiệt thòi, đúng không nhỉ? Đấy, người ta sẽ là người thì chị có một vài cái gợi ý như vậy để em tiếp tục suy nghĩ thôi nhá. Và chị cũng rất hy vọng là sẽ có được một cái giải pháp thật là đúng đắn và sáng suốt cho mình. Thế nhá, chị chào em. Em cảm ơn chị. Vâng, xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Tôi nghe đây. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Anh muốn hỏi anh có một cô bạn gái bây giờ cô đeo hoài mà anh ấy thì muốn không muốn á, thì bây giờ muốn hỏi chương trình là bây giờ phải làm sao để tách rời cô ấy ra được á. Vâng, vấn đề của anh thì chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn nhé. Xin mời chị Nguyễn Thị. Anh cảm ơn em. Vâng, em chào chị. Có bạn gái mà sao lại không muốn người ta theo nữa, lại muốn tách rời? Tụi em thì cũng quen nhau cũng được 2 năm rồi đó chị. Nhưng mà cô này ấy thì cô đang làm giám đốc bên cơ quan nhà nước á. Còn em thì em cũng làm ở bên ngân hàng Vietinbank. Rồi. Nhưng mà em ấy thì ít hơn cô ta tới 10 tuổi đó. Cái quan trọng của em á là cô ấy ghen dữ lắm chị ơi. Cô ghen chịu không có nổi á. Mà em nói rất nhiều lần rồi, mà em tha thứ cho rất nhiều lần rồi, nhưng cô ấy không có nghe mà cũng không có sửa. Rồi bây giờ em sợ quá đi, em muốn tách rời ra đi. Không muốn tiếp tục, không muốn giao đúng tiếp. Đúng rồi. Thế có hứa hẹn gì với người ta không? Trước kia thì cũng có. Thì từ nhỏ tới lớn thì cô nói là cô chưa có chồng. Còn em thì em tới 3 đời vợ rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 44 tuổi rồi. 44 tuổi mà 3 đời vợ. Trước kia thì em sống ở trong Sài Gòn từ hồi nhỏ xíu à. Rồi. Nói chung là nói 3 đời nhưng mà chỉ có một đời duy nhất thôi. Cũng có con nhưng mà không có cưới.
Tức là mình có yêu đương này, xong là có con này. Thế bây giờ các cái em bé đấy thì mình có nuôi không, có chăm sóc gì không? Dạ, mấy cô đó thì người miền Nam không à, mấy cô không có nuôi đâu, em nuôi không à. À thế hả, tức là bây giờ coi như là mình chưa có vợ, nhưng mà lại có mấy con rồi? Dạ em được 3 đời vợ thì có 3 rồi, có 3 đứa con rồi. Rồi rồi, có 3 con. Chị thì chị nghĩ như này, cái việc mà yêu nhau chắc là lúc đầu mình cũng nghĩ là có thể là mình sẽ tiến đến hôn nhân, cho nên mình cũng có hứa hẹn với người ta và người ta rất là hy vọng, rất là tin tưởng. Thế nhưng mà sau này khi thấy không hợp mà em thì đơn phương muốn chấm dứt thì nó cũng có những cái khó chứ không đơn giản. Vậy thì nếu mà mình đã muốn chấm dứt thì mình phải nói một cách nó rất là thẳng thắn và dứt khoát thôi. Thế và những cái hẹn hò thì mình đừng có nhận lời nữa. Còn điện thoại thì chị nghĩ là như thế này, đôi khi nó cũng có những cái biện pháp kỹ thuật như là chặn cuộc gọi, hoặc là mình có những người thì đành phải thay sim số. Tức là nếu thật sự là mình muốn chấm dứt thì chị nghĩ là sớm muộn thì mình cũng sẽ chấm dứt được thôi. Có điều là mình có dứt khoát hay không. Chứ nếu mà mình vẫn còn ở trong cái trạng thái là nghĩ là chấm dứt đấy, nhưng mà đến lúc thấy cô ấy gọi lại thấy ngại ngại, hoặc là lại thấy tồi tội, xong rồi mình lại nhận máy thì không bao giờ chấm dứt được. Cho nên là đã suy nghĩ kỹ và thấy rằng việc chấm dứt là cần thiết thì có lẽ là mình sẽ phải có những cái cách ứng xử nó thật là dứt khoát em nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.